ghế đỏ trong kia. Mấy chị ơi, nay em lai đầm tuyển nha mấy chị. Đầm tuyển đồng giá 60k nha mọi người ơi. Đầm tuyển đồng giá 60k. Rồi mấy chị ơi, ai đang xem live chấm tương tác giùm em với. Ai đang xem live chấm tương tác giùm em với nha mấy chị ơi. Đầm tuyển đồng giá 60k thôi nè. Đầm tuyển đồng giá 60k nha mọi người ơi. Rồi ai đang xem live chấm tương tác giùm em với nha mấy chị ơi. Ai đang xem live chấm tương tác giùm em với. Chị nào đang xem live chấm tương tác giùm em với nha mấy chị ơi. Đầm tuyển đồng giá 60k nè. Hello chị Nguyễn Hương. Rồi em like luôn nha mấy chị ơi. Đầm tuyển đồng giá 60k thôi mấy chị ơi. Đồ mới em bao từng con nha mọi người ơi. Đồ mới là em bao từng con nè. Hello chị Lan Anh Ngô. Hello chị Nguyễn Trờ. Đầm tuyển mới về đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Lại mất ngủ với Khánh Bách. Lại mất ngủ với tụi em rồi đúng không? Đấy, hai cái. Rồi em lên luôn nha mấy chị ơi. Con này 53kg đổ về mặc đẹp giùm em nè mấy chị ơi. Mã hoa giùm em. 53kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã hoa đồng giá 60k thôi mấy chị ơi. Đầm đồ mới em bao từng con nên mọi người cứ yên tâm giúp em nhé. Lấy màu này chốt cho em mã hoa mới chuyển tiền khoản tiền xong. Mới chuyển tiền xong rồi hả chị ơi? Đàn nhà Khánh Băng lấy màu này chốt cho em mã hoa này mấy chị. Mã hoa đồng giá 60k giùm em nha mấy chị ơi. Lấy màu đấy chốt cho em mã hoa. Mã hoa đồng giá 60k nha mấy chị. Con này phong resize mặc đẹp giùm em. Con này có đai nha mấy chị ơi. Phong resize mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 00. Mã 00 phong resize mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 00. Đai phối da mã 00. Lấy màu này chốt cho em mã 00 này. Form resize mặc đẹp giùm em. Khánh Anh Nguyễn Trân à. Chị chấm bài đi. Chị nhắn tin lại đi chị ơi. Do tôi bà tôi tin nhắn á. Chị Vân ơi. Chị Vân mới đi Sài Gòn về á. Chị chưa có đọc á chị ơi. Form resize mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 00. Con này có rút dây nữa nha mấy chị ơi. Có rút dây xịn sò luôn nè. Bầu bí bo trên được nha mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 00. Mã 00 giùm em. Đây, có rút dây nữa nha mấy chị ơi. Form resize mặc đẹp giùm em mã 00. Mã 00 giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 00. Con này 55-57kg đổ về mặc đẹp giùm em mã xanh. Mã xanh 55-57kg đổ về mặc đẹp giùm em. Em cao 1m54 nặng 43kg nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã xanh nè. Mã xanh đồng giá. Đồng giá 60k nha mấy chị ơi. Lấy màu đấy chốt cho em mã xanh. Mã xanh đồng giá 60k. Con này form to nè mấy chị ơi. Con này dạng sơ mi nút nè.
form resize mặc đẹp cái đai của em thôi nhỉ. Form resize mặc đẹp, lấy màu này chốt cho em mã 46. Form resize mặc đẹp giùm em mã 46 giùm em này mấy chị ơi, cho em xin một nút chia sẻ like với nhá. Chị nào đang xem like cho em xin một nút chia sẻ like với ạ. Đồng giá 60k thôi mấy chị. Form resize mặc đẹp. Mấy chị nào nhỏ con thì mình có thể đeo beo vào nha mấy chị ơi, đeo beo vào giùm em nhá. Lấy màu này chốt cho em mã mã 46. Mã 46 giùm em. Lấy màu đấy chốt em mã 46 đi. Chị nào nhỏ con thì đeo beo vào giùm em nè mấy chị. Form resize mặc đẹp, lấy màu này chốt cho em mã 46. Mã 46 giùm em. Đồng giá 60k này mấy chị. Lấy màu đấy chốt cho em mã 46. Con này có đai luôn này mấy chị ơi. 58kg đổ về mặc đẹp giùm em. Mã caro. 58kg đổ về mặc đẹp mã caro giùm em này mấy chị. Mã caro 58kg đổ về mặc đẹp, có túi hai bên này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã caro. Mã caro giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã caro. Đồng giá 60k. Thêm một con nhung này mấy chị ơi, con nhung này xịn sò luôn nè. Đồng giá 60k nha mấy chị, chia sẻ like giùm em với nhá. Con này 53-55kg đổ về mặt đẹp. 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em, mã nhung. Mã nhung 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã nhung. Mã nhung 53-55kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã nhung mấy chị. Con này có đai nè mấy chị ơi, form resize mặc đẹp mã đỏ giùm em. Mã đỏ form resize mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ. Mã đỏ form resize mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ. Form resize mặc đẹp. Mấy chị ơi chấm tương tác lên giùm em với nha mấy chị ơi, cho nó đẩy công bằng lên nha. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ mấy chị ơi. Con này 48-50kg đổ về mặt đẹp giùm em mã vàng. Mã vàng 48-50kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã vàng rồi mấy chị. Mã vàng 48-50kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã vàng. Lên một con. Con này form resize dạng baby doll này mấy chị ơi. Form resize mặt đẹp. Lấy con này tầm 60kg thôi nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Form resize mặt đẹp giùm em mã đen này mấy chị. Mã đen đồng giá 60k thôi nha mấy chị ơi. Đồ mới là bên em bao từng con nên mọi người cứ yên tâm giúp em nhé. Đồ mới là em bao từng con nhé. Con này 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em mã dài. Mã dài 55-56kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy giúp em mã dài. Mã dài 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em này. Lấy màu này giúp em mã dài. Mã dài 55-56kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy giúp em mã dài. Này chất thun mình nè mấy chị ơi, form resize mặc đẹp giùm em. Form resize mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 00. Mã 00 form resize mặc đẹp giùm em nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 00 form resize mặc đẹp. Form resize mặc đẹp giùm em mã 00. Lấy màu đấy chốt cho em mã 00 lên một con hoa nè mấy chị ơi, size S mặc đẹp giùm em. Size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã hoa. Mã hoa size S mặc đẹp giùm em này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã hoa đồng giá nha mấy chị ơi, đồng giá 60k. Mấy chị ơi chia sẻ like giùm em. Chia sẻ like giùm em với mọi người. Lấy màu đấy chốt cho em mã hoa. Lên một con nhung này mấy chị. 58kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã nhung. Mã nhung 58kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã nhung. Mã nhung 58kg đổ về mặt đẹp giùm em. Đồng giá 60k thôi mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em với nhé. Chia sẻ like giùm em với mấy chị ơi. Trời ơi con này bầu bí là bon trend ok này mấy chị ơi. Form resize 60-70 đều mặc vừa nhé. Form resize 60-70kg đổ về mặt đẹp đường giùm em này. Lấy màu này chốt cho em mã 60. Lấy màu này chốt cho em mã 60 này mấy chị ơi. 60-70kg đều mang vừa nhé. Mấy chị nào nhỏ nhỏ mình thắt cái beo vô giùm em nhá. Con này dạng baby doll này mấy chị ơi, lấy màu này chốt cho em mã 60. Mã 60 giùm em.
lấy màu đấy cho em mã 60 mấy chị. Mã 60 giùm em. Lên một con ren. Lên một con ren nè mấy chị ơi. Con này 48kg đổ về mặc đẹp giùm em, mã hồng. Mã hồng 48kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã hồng này nha chị. Có chị ơi, đầm dây 70kg có nha chị. Có nha chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã hồng. Mã hồng giùm em. Con này 48kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã hồng. Mã hồng. Mã hồng giùm em. Con lên một con dây nhung này mấy chị ơi. Con này 4853kg đổ về mặt đẹp giùm em mã dây. 4853kg đổ về mặt đẹp giùm em mã dây. Có dây sấp ly này mấy chị ơi. Dưới là nhung sấp ly nhá. Lấy màu này chốt cho em mã dây. Mã dây. Con này 60-65kg này mấy chị ơi. 60-65kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã hoa. Mã hoa 60-65kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã hoa. Mã hoa. Lấy màu này chốt cho em mã hoa nè mấy chị. 60-65kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã hoa. Con này 70kg nè mấy chị ơi, sát nách giùm em nhé. Con này 70kg đổ về mặt đẹp này. Con này sát nách giùm em nè. Chất vải lanh nha mấy chị. 70kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã vàng. Mã vàng 70kg đổ về mặt đẹp giùm em. Chị nào nhỏ ký hơn thì mình đeo beo vô giùm em nhé. Lấy màu này chốt cho em mã vàng nè mấy chị. 70kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã vàng. Mã vàng đồng giá nè mấy chị ơi. Mã vàng. Con này size S mặc đẹp giùm em. Size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã tầng. Mã tầng size S mặc đẹp giùm em nè mấy chị. Lấy màu đấy chốt cho em mã tầng. Con này size S mặc đẹp. Mã tầng giùm em. Mã tầng size S mặc đẹp giùm em nè mấy chị ơi. Đồng giá nha mấy chị. Đồng giá 60k thôi mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã tầng. Mã tầng đồng giá 60k. Con này form to nè mấy chị ơi. Form 70kg đổ về mặt đẹp. 70-75kg đổ về mặt đẹp giùm em nè. Form resize 70-75kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 100. Mã 100 giùm em này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 100. Đồng giá 60k thôi này mấy chị ơi. Đồ mới là em bao từng con nên mọi người cứ yên tâm giúp em nhé. Lấy màu này chốt cho em mã 100. Mã 100 giùm em. Lên một con đỏ này mấy chị. Con này là dạng baby doll nha mấy chị ơi. Dạng baby doll giùm em. 60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã đỏ. 60kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy một này chốt cho em mã đỏ. Mã đỏ 60kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ này mấy chị. Mã đỏ 60kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ. Chị Vũ Vũ ơi, con này này chị ơi, 70kg đổ về mặt đẹp giùm em này. 70kg đổ về mặt đẹp giùm em này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 33. Chị Vũ Vũ ơi, hai con này này chị ơi, 70kg đổ về mặt đẹp. Mã vàng. Con này mã 33. Đồ mới là em bao từng con nên mọi người cứ yên tâm nhá. Này mã vàng giùm em này. Mã 33, mã vàng. 70kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy một con nhung nữa này mấy chị ơi. Con này 60kg đổ về mặt đẹp mã bi. 60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã bi. Mã bi 60kg đổ về mặt đẹp. Con nhung này nhung bi nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã bi. Phối bi ở ngoài này. Lấy màu này chốt cho em mã bi. 60kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã bi. Mã bi. Con này size S mặc đẹp giùm em nha mấy chị ơi. Con này tầm 55kg nha mấy chị ơi. 55kg đổ về mặt đẹp. Có mình có rút cái này vô này. 55kg đổ về mặt đẹp giùm em nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã nâu. Mã nâu 55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Con này đẹp quá này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã nâu. Mã nâu 55kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã nâu nè mấy chị. Mã nâu giùm em. Quá đẹp luôn.
lấy màu này chốt cho em mã nâu. Mã nâu đồng giá 60k nhưng mà chị ơi lấy màu đấy chốt cho em mã nâu. Con này size S mặc đẹp giùm em nhé. Size S mặc đẹp mã caro. Hello chị Phương Dung, lấy màu này chốt cho em mã caro size S mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã caro. Mã caro size S mặc đẹp. Con này 60-65kg đổ về mặc đẹp giùm em. 60-65kg đổ về mặc đẹp mã 54. Mã 54 60-65kg đổ về mặc đẹp được mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 54. Mã 54 60-65kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 54. Đây một con dê trắng này mấy chị ơi. 55-57kg đổ về mặc đẹp giùm em mã trắng. Mã trắng 55-57kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã trắng. Giảm tung xòe này mấy chị ơi. Cái này mình đeo beo cũng được này mấy chị. Con này giảm tung xòe á. Lấy màu này chốt cho em mã trắng này mấy chị. Mã trắng giùm em. 55-57kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã trắng mặc không cũng được mấy chị. Lấy màu đấy chốt cho em mã trắng. Lên một con nhung ren này mấy chị ơi. 55-56kg đổ về mặc đẹp giùm em. 55-56kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 62. Mã 62 55-56kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 62. Mã 62 đồng giá 60k nha mấy chị ơi. Lấy màu đấy chốt cho em mã 62. Con này phối đai da. Con này phối đai. Con nó không sợ. Con này cũng sợ tiền này gì nha mấy chị ơi. Có túi hai bên rồi nha. Có túi hai bên. 55-58kg đổ về mặc đẹp mã caro. Mã caro 55-58kg đổ về mặc đẹp giùm em này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã caro. Mã caro 55-58kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã caro này mấy chị ơi. Con này 60-70kg đổ về mặc đẹp. 60-70kg đổ về mặc đẹp mã 61. 60-70kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 71 này mấy chị ơi. Mã 71 đồ mới lên bao từng con nha mấy chị. Đồ mới lên bao từng con nha. Lấy màu đấy chốt cho em mã 71. Con này 58kg đổ về mặc đẹp giùm em. 58kg đổ về mặc đẹp. Caro, caro chị Thu Bạch. 58kg đổ về mặc đẹp giùm em. Mã xanh này mấy chị. Mã xanh 58kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. Mã xanh 58kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã xanh. Con này 55-57kg đổ về mặc đẹp giùm em mã bi. 55-57kg đổ về mặc đẹp giùm em mã bi. Mã bi 55-57kg đổ về mặc đẹp này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã bi. Mã bi 55-57kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã bi. Con này yếm nha mấy chị ơi. Mặc không cũng được mà mình kèm thêm áo sơ mi cũng được nha mấy chị. Con này bầu bí con kem được nhé. Form một uy size mặc đẹp. Form một uy size mặc đẹp giùm em mã yếm. Form một uy size mặc đẹp giùm em mã yếm nè mấy chị ơi. Bầu bí con kem được nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã yếm. Mã yếm form một uy size mặc đẹp giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã yếm nè mấy chị. Lên một con hoa nè mấy chị ơi. Con này 55-57kg đổ về mặc đẹp giùm em mã hoa. 55-57kg đổ về mặc đẹp giùm em mã hoa này mấy chị. Mã hoa 55-57kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu đấy cho em mã hoa. Mã hoa. Con này size S mặc đẹp giùm em này mấy chị. Size S mặc đẹp giùm em mã hồng. Mã hồng size S mặc đẹp. Lấy màu đấy cho em mã hồng mấy chị ơi. Mã hồng size S mặc đẹp giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã hồng. Lên một con còn tem mát này mấy chị ơi. Con này còn tem mát luôn nha. Con này còn tem mát này mấy chị. 55-56kg đổ về mặc đẹp giùm em mã mới. 55-58kg đổ về mặc đẹp giùm em mã mới này mấy chị ơi. Mã mới giùm em. Cho chị xem xanh rồi chờ em xíu. Lấy màu này chốt cho em mã mới này mấy chị. Còn tem mát luôn nha. Mã mới giùm em. Con xanh nào chị ơi. Cái này là gì? Con này dạng baby doll nè mấy chị ơi. Form resize mặc đẹp. Form resize mặc đẹp baby doll nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 103.
Mã 103 giùm em nè mấy chị ơi, form resize mặt đẹp. Lấy màu đấy cho che mã 103 và phường 1 chia sẻ với ta. Form resize mặt đẹp giùm em, lấy màu này cho che mã 103. Mã 103 giùm em. Xanh kế bên cho chị Thanh Thanh. Xanh kế bên. Là xanh này à chị ơi? 103. Chị bị chị Thu Thủy. Em dự bị chị Thu Thủy nhé. Xanh đục lỗ hả chị? Rồi chờ em xíu. Rồi em lên một con hoa nè mấy chị ơi, 60kg đổ về mặt đẹp giùm em nè mấy chị. Chắc đồ mới đang bao từng con nha mấy chị ơi, 60kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã. Lấy màu này chốt cho em mã 06 60kg đổ về mặt đẹp giùm em nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 06. Mã 06 giùm em. Xanh đục lỗ. Con này chị ơi, con này size S mặc đẹp nhá. Size SM mặc đẹp thôi nha mấy chị ơi. Con này mặc bệt vai cũng được. Con này size SM mặc đẹp giùm em này. Mặc bệt vai cũng được mà mặc lên vai cũng được nhá. Rồi ok chị Thủy Linh này, chốt cho chị Thủy Linh này. Ráng lửa giùm em 2 chiếc em đi đơn nha mấy chị ơi. Rồi. Con này có nhúng nè mấy chị ơi, có nhúng như thế này nè mấy chị. Có nhúng như thế này này. Con này size S mặc đẹp giùm em nha mấy chị ơi, con này size S mặc đẹp giùm em, con này đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Có nhúng beo beo đây nè. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen giùm em nè mấy chị ơi. Có nhúng beo đây đẹp lắm. Để em mặc vô cho mấy chị coi nè. Lấy màu này chốt cho em mã đen, xem sọc vàng hả chị? Sọc vàng chờ em xíu. Con đen này có bèo 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 đấy mấy chị ơi, size SM mặc đẹp giùm em này mấy chị. Đây. Size SM mặc đẹp giùm em là cỡ size S nhưng mà cái này là size SM mặc đẹp giùm em nha mấy chị. Xuất sắc luôn này. Đen đen cho chị Thanh Thanh, chị Nguyễn Nguyễn sau. Con này là yếm mấy chị ơi, con này là yếm nhá. Con này là yếm giùm em nha mấy chị. Con này là eo 78 mặc đẹp giùm em mã vàng. Eo 78 mặc đẹp giùm em mã vàng, con yếm vàng này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã vàng. Mã vàng. Lấy màu này chốt cho em mã vàng, một con yếm vàng này mấy chị. Một con yếm vàng giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã vàng. Đen nghiêm nước nha chị Nguyễn Nguyễn ơi. Con này 55kg đổ về mặt đẹp giùm em nè mấy chị. 55-56kg đổ về mặt đẹp mã 62. Mã 62, 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em mã 62. Lên cái hoa màu xanh ghim, hoa màu xanh. Con này ở chị ơi. Con này hả? Con này 60-63kg đổ về mặt đẹp giùm em. 60-63kg đổ về mặt đẹp, có phối đá này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã hoa. Mã hoa 60-63kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã hoa này mấy chị. Mã hoa 60-63kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã hoa. Giờ em đang lên. Em còn một con yếm nữa đó nè mấy chị ơi. Có hai yếm. Con này eo 68 mặc đẹp mã xanh. Eo 68 mặc đẹp giùm em mã xanh. Con này yếm xanh nè mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. Mã xanh giùm em. Đồng giá nha mấy chị ơi, đồng giá 60k thôi mấy chị. Trời ơi, con này form resize nè mấy chị ơi. Phối ren theo nha mấy chị ơi.
form resize mặt đẹp giùm em, lấy màu này chốt cho em mã đỏ. Form resize mặt đẹp giùm em mã đỏ này mấy chị. Mã đỏ form resize mặt đẹp bao sang luôn này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ, form resize mặt đẹp giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã đỏ mấy chị. Đây chị xem đầm hồng sen rồi. Đây chị, cái con này là áo dài á chị ơi, con này áo dài nhá. Con này con áo dài em để 50k này mấy chị ơi. Em thử nguyên lô trước. Con này eo 78 mặc đẹp giùm em này. Eo 78 mặc đẹp, lấy màu này chốt cho em mã 50k. Mã 50k eo 78 mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã 50k nè mấy chị ơi. Con này 55, 58 ký đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã theo. Cái này là theo hết nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã theo. 55, 58 ký đổ về mặt đẹp giùm em mã theo. Mã theo 55, 58 ký đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã theo mấy chị. Mã theo. Con này 48, 50 ký đổ về mặt đẹp mã nâu. 48 50 kg đổ về mặt đẹp giùm em mã nâu, con này xinh rồi. Lấy màu này chốt cho em mã nâu. Mã nâu giùm em. Con này 45 kg đổ về mặt đẹp giùm em mã nâu này mấy chị ơi. Mã nâu xinh lắm luôn này mấy chị. 45 kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã nâu. Mã nâu. Lấy màu đấy chốt cho em mã nâu mấy chị. Đồng giá 60k thôi mọi người ơi. Đồng giá 60k. 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em. 55-56kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen 55-56kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đen mấy chị. Mã đen 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen 55-56kg đổ về mặt đẹp. Mã đen. Lấy màu này chốt cho em mã đen mấy chị. 55-56kg đổ về mặt đẹp. Con này còn tem mát này mấy chị ơi, con này đi biển được nè. 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã dài. Mã dài 53-55kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã dài, còn tem mát luôn này mấy chị. Lấy màu đấy chốt cho em mã dài. Mã dài. Con này form resize mặt đẹp. Form resize mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. Mã xanh form resize mặt đẹp mã xanh. Dài với chị Hoàng Mỹ. Ráng lựa giùm em hai chiếc nha mấy chị ơi. Mã xanh giùm em. Còn tem mát luôn mấy chị. Lên một con cổ sơ mi này mấy chị ơi. 58-60kg đổ về mặt đẹp giùm em. 58-60kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Dạ cho chị Hoàng Mỹ. 58-60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã đen. Mã đen giùm em này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã đen 58-60kg đổ về mặt đẹp. Con này là có đan dây ở đây nè mấy chị ơi. Ở trong nó có một lớp lớp lót dài rồi nha mấy chị ơi. Ở trên này là nó làm kiểu nhá, đan dây này. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen giùm em nè mấy chị ơi. Chị áo áo sọ bomber size màu xanh đó size gì ấy. Mã đen giùm em. Con đó SM ấy chị ơi. Form resize mặt đẹp giùm em mã sọc. Mã sọc giùm em form resize mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã sọc. Mã sọc form resize mặt đẹp giùm em. Đồng giá 60k thôi mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã sọc. Con này 60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã hoa. Mã hoa 60kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã hoa. Mã hoa 60kg đổ về mặt đẹp giùm em nè mấy chị. Chép von ở ngoài sang lắm. Chép von đó mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã hoa. Mã hoa size SM ấy chị ơi. Lấy màu đấy chốt cho em mã hoa.
con này 55-58 kg đổ về mặt đẹp, 55-58 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã xám, mã xám 55-58 kg đổ về mặt đẹp giùm em này. Lấy màu này chốt cho em mã xám, mã xám 55-58 kg đổ về mặt đẹp. Lên một con dây này mấy chị ơi, lên một con dây giùm em. Con này 55-58 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã dây, mã dây 58 kg đổ về mặt đẹp. Hoa chị Thu Bạch, lấy màu này chốt cho em mã dây này mấy chị ơi. Mã dây 55-58 kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã dây. Lên một con dung này mấy chị ơi. Con này 53 kg đổ về mặt đẹp, 50-53 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã nhung, 50-53 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã nhung, mã nhung 50-53 kg đổ về mặt đẹp. Con này size S mặc đẹp giùm em nhé. Mã kem, mã kem size S mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã kem, mã kem size S mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã kem này mấy chị ơi. Đồng giá 60k nha mấy chị. Đồng giá 60k nha mấy chị ơi. Lên một con nhung siêu phẩm nha mấy chị ơi. Cổ tay kim tuyến này. Con này 55 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 48-80k. Mã 48-80k. Lấy cho em con áo nào có bầu mặt. Lấy màu này chốt cho em mã 80k nè mấy chị ơi. Mã 80k. Ý là chị lừa đầm bầu mặt á chị ơi. Có mà. Mấy con form rộng á mấy chị. Là bầu bon trên được nhá. Cái này à. Con trắng này, con này bầu bon trên được này mấy chị ơi. Bầu rộng này. Con này 55 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Bầu rộng này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã dây nè. Mã dây giùm em nè mấy chị ơi. Mã dây. Con này mấy chị bầu mặc bon trên mấy cái con này mặc đẹp đó. Lấy bao nhiêu ký chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã dây. Mã dây. Dây đi chị Hoàng Mỹ. Dây chị Hoàng Mỹ, con này đẹp lắm. Ở dưới, ở tùng dưới là nó rộng lắm. Tùng dưới nó rộng lắm chị ơi. Bao đẹp luôn. Dây chị Hoàng Mỹ. Cái con này này. Mấy con này ở dưới là nó rộng rộng mấy chị ơi. Nhưng mà nó tức cái vùng đang sợ nó tức cái vùng đen. Cái đó là bao rộng luôn. 70 kg. Con đó chị xòe tùng ra. Con này 48 kg đổ về mặt đẹp giùm em. 48 kg đổ về mặt đẹp con đó vừa nha. Con màu trắng á. Lấy màu này chốt cho em mã 51. Lấy màu này chốt cho em mã 51 này mấy chị ơi. Có con này nữa chị này. Con này dạng ren lưới này, fashion này của Korea này. Hàng hiệu này chị. Không vừa. Chật kích. Đúng rồi, con 51 mã vừa rồi không vừa đâu. Con này nè. Con này 70 kg đổ về mặt đẹp giùm em này, con hàng hiệu này mấy chị ơi. Con hàng hiệu giùm em của Korea này. Lấy màu này chốt cho em mã. Mã 47. Mã 47 giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 47. Mã 47 giùm em này mấy chị. Phối ren ở ngoài nhá. Lấy màu đấy chốt cho em mã 47. Mã 47 giùm em. Con này size S mặc đẹp giùm em mã caro. Size S mặc đẹp giùm em mã caro này mấy chị. Mã caro size S mặc đẹp giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã caro như nào. 47 cho chị Hồng TT. Mấy con dạng baby doll này mấy chị ơi. Ráng lửa giùm em 2 chiếc baby doll nha mấy chị ơi. Chị Thu Bạch sau. Dạ baby doll này mấy chị 60 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã đen. Mã đen 60 kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Dạng baby doll này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Đồng giá nha mấy chị ơi, đồng giá 60k. Đồ mới là em bao từng con nên mọi người cứ yên tâm giúp em nha. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen giùm em. Con này 70-75 kg đổ về mặt đẹp giùm em nè mấy chị. 70-75 kg đổ về mặt đẹp. Màu bí bon trên được nhá.
Lấy màu này chốt cho em mã xanh. Mã xanh. Nếu có trắng bầu. Bầu chật. Bầu chật. Không, con đó thì bầu không chật đâu chị ơi. Con đó nó tùng nó to lắm. Tùng nó dạng tùng ngang luôn á chị, nên là nó không có to đâu. Nó thả xuống cái gì nó đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã xanh nè mấy chị. Mã xanh. Lấy màu đấy chốt cho em mã xanh. Đây nè mấy chị ơi. Con này 58-60kg đổ về mặc đẹp giùm em mã trắng. 58-60kg đổ về mặc đẹp giùm em mã trắng. Mã trắng giùm em. Xanh xanh cho chị Ngọc Thu Vương. Chị Ngọc Thu Vương lên số điện thoại giùm em chị ơi. Chị Ngọc Thu Vương lên số điện thoại giùm em nhé. Con này 60kg đổ về mặc đẹp giùm em nè mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 00. Ở sau nó đan dây như thế này nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 00. Mã 00. Lấy màu này chốt cho em mã 00. Mã 00. Chị Ngọc Thu Vương lên số điện thoại giùm em chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 00 nè mấy chị. Mã 00 giùm em. Mã 00 đồng giá 60k nha mấy chị. Rồi em thấy chị, thấy số điện thoại chị đâu nhá. Rồi em cảm ơn chị. Trả lên em đi đơn nha chị. Con này size M mặc đẹp giùm em nè mấy chị ơi. Size M mặc đẹp mã dây. Mã dây size M mặc đẹp giùm em. 00 như chị Kim Yên Hồ. Lấy màu đấy chốt cho em mã dây. Mã dây giùm em mấy chị. Đồng giá 60k thôi nha mọi người ơi. Lấy màu này chốt cho em mã dây. Mã dây. Lấy màu này chốt cho em mã dây giùm em nè mấy chị. Mã dây. Đồng giá 60k giùm em. Con này nè mấy chị ơi. Con này form resize mặc đẹp giùm em. Form resize mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 100. Mã 100 dây vàng bên phải em bao nhiêu ký? Con này mã 100 nha mấy chị ơi. Size S đó chị ơi, 48kg thôi. Size S nha. Lấy màu này chốt cho em mã 100 nè mấy chị ơi. Đồ mới là em bao từng con nè mấy chị. Đồ mới là em bao từng con luôn. Lấy màu này chốt cho em mã 100 form resize mặc đẹp. Form resize mặc đẹp dây đen bao nhiêu ký vừa? Dây đen nào đây? Dây đen hả? Size M á chị ơi. Chị lấy vàng rồi. Ok chị Nhã Linh Lê. Con này size M nè. Con này size M nè chị ơi. Khoác sao trên hả Hoàng Thị Ái ơi. Từ từ. Lấy màu này chốt cho em mã 100 nè mấy chị. Mã 100. Mã 100 giùm em. Đây chị ơi. Khóa hả? Khóa chưa like ấy ơi. Đây nè. Đây. Cho chị Nhã Linh Lê. Con này ba chắc luôn á chị Nhã Linh Lê. Con này mã. Con này size L mặc đẹp giùm em. Chị Lệ Trần ơi, chị có lấy con dây đen không? Con này 58kg đổ về mặc đẹp giùm em. Hết chứ khóa thì mai mới like mai chị ơi. Mốt mai like trên vậy đó. 58kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Ở sau nó có hở lưng như thế này nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã đen. 58kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đen này. Mã đen giùm em. Mã đen. Con này size S mặc đẹp giùm em. Mã hoa, hoa tầng này mấy chị ơi. Size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã hoa. Mã hoa size S mặc đẹp. Ngọc Thu Vương gửi chung Thanh Thanh thì chị bỏ chung vô Thanh Thanh được em. Đen hả? Đen đây chị ơi. Ngọc Thu Vương á. Lấy màu đấy cho em mã hoa. Con đen đây chị ơi. Đây 55-58kg đổ về mặc đẹp. Con này đẹp lắm. Đây này nó hở phía sau đây này mấy chị. Nó dạng bo chung mà nó hở thế này này. 55-58kg đổ về mặc đẹp giùm em nhá. Lấy màu này cho em mã đen. Hai bên nó còn có túi nữa mấy chị. Hai bên nó có túi nữa nhá. Lấy màu này chốt cho em mã đen này. Đầm hoa đỏ. Vừa thấy dưới nền. À đây. Con này 70kg rồi. Con này 60. 60 thôi nha mấy chị ơi. 58-60kg này. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ. Mã đỏ 58-60kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ.
mã đỏ 58-60kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy tốt cho em mã đỏ mấy chị ơi. Con này có mũ này mấy chị. Con này có mũ này. Con này 65kg đổ về mặt đẹp giùm em. Con lấy màu này chốt cho em mã. Lấy màu này chốt cho em mã 96. Mã 96. Con này chắc thun xỉn nha mấy chị ơi. Mã 96 giùm em. Đồ mới là em bao từng con này. Đẹp lắm luôn này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 96. 60-65kg có rút dây nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 96. Mã 96 giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 96. Mã 96 em lên một con nhung nâu này mấy chị. Một con nhung nâu này. Con này 55-57kg đổ về mặt đẹp giùm em mã nhung. 55-57kg đổ về mặt đẹp giùm em mã nhung. Ẩn comment hả chị? Em chốt đen không nghe thấy à, để em coi là. À đen của chị Hoàng Mỹ. Sorry nó trôi comment đó chị ơi. Nó trôi comment sorry chị. Đen cho chị Hoàng Mỹ. Lấy màu này chốt cho em mã nâu này mấy chị ơi. 55-57kg đổ về mặt đẹp giùm em mã nâu này. Mã nâu, con nhung này đẹp lắm luôn này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã nâu. Mã nâu. Chị vừa nhung, mã nhung 58kg hả? 58kg. Chị bao nhiêu ký đây? Con này vừa này. 58kg. Chị cao bao nhiêu ta? 1m5 mấy ta? 1m5 cao trên 1m6 là vừa á chị ơi. Nếu mà chị cao trên xe 1m6 á, cao tầm 1m6 là vừa. Cao 1m6 vừa nhé chị ơi. Đây mấy chị bầu bí con trên được con này nè mấy chị ơi. Form resize mặt đẹp giùm em mã vàng. Form resize mặt đẹp mã vàng 1m55 sợ không vừa. Không vừa đâu chị. Lấy màu này chốt cho em mã vàng nè mấy chị. Form resize mặt đẹp giùm em mã vàng. Mã vàng form resize vàng với chị Lệ Trần. À được. À vậy vừa chị ơi, em tưởng trên cổ nó không giãn. Vậy là vừa chị Lan Anh Ngô ơi, trên cổ nó vẫn co giãn nên. Vậy là vừa chị Lan Anh Ngô, vừa nhé. Em tưởng trên cổ nó không biết không giãn. Chị lấy không? Con này 53kg đổ về mặt đẹp giùm em mã caro. 53kg đổ về mặt đẹp giùm em mã caro. Mã caro 53kg đổ về mặt đẹp này. Lấy màu này chốt cho em mã caro. Mã caro 53kg đổ về mặt đẹp giùm em. Caro cho chị Thùy Linh. Thùy Linh có đơn chưa? Hả? Lấy màu đấy chốt cho em mã caro. Con này 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em mã đen. 55-56kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đen này mấy chị. Mã đen 55-56kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã đen. Trời ơi con này xinh quá này mấy chị ơi. Con tím nhẹ này. Con một con tím nhẹ này mấy chị ơi. Ở sau này mấy chị cột nơ lại giùm em nhé. Hoặc là mấy chị đính nhá. Cột nơ hoặc là đính lại cho nó. Rồi ghim cái gì đó cho nó đẹp đẹp ở sau này này. Ghim cái gì đó. Con này 58kg đổ về mặt đẹp giùm em mã tím. Một con tím nhẹ này. Con này chị Thư này. 58kg đổ về mặt đẹp giùm em. Có túi này mấy chị. Xinh lắm. Lấy màu này chốt cho em mã tím. Mã tím giùm em. Mã tím giùm em. Con này 58kg đổ về mặt đẹp. Con này bầu nhỏ mấy chị bầu nhỏ mấy chị. Mấy chị bầu nhỏ mặc xinh lắm luôn á. Lấy màu này chốt cho em mã tím. Mã tím. Con này 60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã kem. 60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã kem. Mã kem 60kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã kem mấy chị. Mã kem. Con này form resize mặt đẹp mã sọc. Mã sọc form resize size L mặc đẹp giùm em này. Size L mặc đẹp giùm em mã sọc này mấy chị. Mã sọc size L mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã sọc. Con này size S mặc đẹp này mấy chị ơi. Con này có xẻ tà dưới này nha mấy chị. Size S mặc đẹp giùm em này. Con này tầm 50-52kg nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. Lấy màu này chốt cho em mã xanh có xẻ tà dưới nha mấy chị. Lấy màu đấy chốt cho em mã xanh mấy chị ơi. Mã xanh. Lên một con bi nè mấy chị ơi. Con này 48kg đổ về mặt đẹp giùm em mã bi. 48kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã bi. Mã bi 48kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã bi. Con này form resize mặt đẹp mã to.
mã to form resize mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã to. Mã to form resize mặt đẹp. Lên một con trắng nè mấy chị ơi. Trắng chất xô này. Con này size S mặt đẹp giùm em mã trắng. Size S mặt đẹp giùm em mã trắng. Mã trắng một con chất xô. Mấy chị ráng lựa giùm em hai chiếc em đi đâu cho mọi người. Con này size S mặt đẹp giùm em mã vàng nè mấy chị ơi. Size S mặt đẹp giùm em mã vàng. Mã to. Mã to. Con này hả? Lụa chị ơi, lụa. Lụa phối kim sa. Ở dưới này là lụa chị ơi. Lụa nha chị. Vàng. Vàng cho chị Thanh Thanh. Con này lụa nha chị ơi. Con này phong resize mặt đẹp giùm em. Con này có dây buộc nha mấy chị ơi. Có lót không em? Form resize mặt đẹp giùm em này. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ. Cái này nó không cần lót không chị? Cái này không cần lót. Nó là lụa, lụa dày á chị. To cho chị Kim Yên Hồ. Form resize mặt đẹp giùm em mã đỏ. To, to là con này to. Ờ, con đó con to. To cho Kim Yên Hồ. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ này mấy chị ơi. Con đó là nó không có lót đâu chị. Lụa. Chốt rồi. Con này 60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã nâu. Mã nâu 60kg đổ về mặt đẹp. 60-63kg đổ về mặt đẹp giùm em mã nâu này mấy chị. Mã nâu đầm hoa trắng ngắn vừa phía sau. Trắng ngắn vừa. Lấy màu đấy tốt cho em mã nâu. Con này size S mặt đẹp mã dài. Mã dài size S mặt đẹp. Lấy màu này tốt cho em mã dài nâu cho chị Lệ Trần. Lấy màu đấy tốt cho em mã dài cái gì cái gì. Trắng ngắn vừa phía sau. Trắng ngắn là cái con này hả? Đâu phải con này dài. Con này là trắng thêu nè mấy chị ơi. Con này size S mặt đẹp mã thêu. Size S mặt đẹp mã thêu cho chị. Xem lại. Xem lại S. Xem lại S là sao? Xem lại S là sao chị Thùy Linh ơi? Lấy màu này chốt cho em mã thêu nè mấy chị. Size S mặt đẹp giùm em mã thêu. Mã thêu. Thêu cho chị Thanh Thanh. Thêu cho chị Thanh Thanh. Con này là ren nha mấy chị ơi. Size S mặt đẹp giùm em mã ren. Ren nè. Size S mặt đẹp lấy màu này chốt cho em mã ren. Đồng giá 60k thôi mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã ren. Lên một con hoa nè. Hoa nhập viên. Con này 55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Ren, ren cho chị Thanh Thanh. À có Kim Tuyến. Cho chị xem lại bông đen. Có bông đen. Con to hả chị ơi? À. Con nâu. Nâu là của chị Lệ Trần thôi. Xem bông. Ý là con của chị chốt hả không chị ơi? Phải con của chị chốt không? Tuyết xào. À bông đen. À đấy là chị cho em xíu. Cho em xíu. Đây chị ơi 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em mã hoa. 55-56kg đổ về mặt đẹp mã hoa giùm em này mấy chị. Mã hoa 55-56kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy tốt cho em mã hoa bông đen đây. Bông đen này là con dây nha chị ơi. Con này 55-57kg đổ về mặt đẹp giùm em mã đỏ có rút dây ở đây nè mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ đây. 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em mã đỏ. Tầng ở dưới là tầng nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ. Mã đỏ. Con này là lụa nha mấy chị. Lụa nhá. Cổ đổ giùm em nè mấy chị ơi, cổ đổ giùm em. 55-57kg đổ về mặt đẹp mã dây. Mã dây 55-57kg đổ về mặt đẹp giùm em. Con này là cổ đổ. Nó đổ xuống nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã dây. 55-57kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã dây nè mấy chị. Mã dây 55-57kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã dây mấy chị. Đồng giá 60k thôi mọi người ơi. Con này size S mặt đẹp. Ở dưới là nó có dập ly nè mấy chị. Ở dưới nó có dập ly nè. Size S mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 11. Mã 11 size S mặt đẹp giùm em.
lấy màu đấy chốt cho em mã 11. Trời ơi con này gì chị ơi, chị nào chốt con này đi, con này đẹp lắm, nó hơi dài nhỉ. Này mấy chị ơi, mấy chị nào đi biển con này cúc ngực đầm hoa mà em nói dài phía sau đó. Con này dạng đi biển cho mấy chị ơi. Mang dây ở sau này. Con này tầm 48kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã dài. 48kg đổ về mặc đẹp giùm em mã dài. Mã dài 48kg đổ về mặc đẹp. 48-50kg nha mấy chị ơi. Con này ở sau nó đan dây như thế này này mấy chị, nó đan dây như thế này này. Lấy màu này chốt cho em mã dài. Mã dài chất thun co giãn thoải mái nha mấy chị ơi. Lấy màu đấy chốt cho em mã dài. Đầm hoa mà em nói dài phía sau đó. Con màu gì á chị ơi? Con màu gì á? Con đó là con màu gì á chị ơi? 55-56kg đổ về mặc đẹp giùm em. 55-56kg đổ về mặc đẹp mã 52. Mã 52, 55-56kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 52. Mã 52 giùm em nè mấy chị. Con này màu bí bon chen được nha mấy chị ơi. Con này 58kg đổ về mặc đẹp giùm em. Con này 58-60kg đổ về mặc đẹp giùm em. Ô con này bị dính lỗi, đồ mới nó cao lắm luôn nha mấy chị ơi. Nhưng mà nó bị dính lỗi đây rồi. Chị nào lấy thì em để cho nhà 40k nè. Chị nào lấy thì chốt em mã 40k nhá. Mã 40k đồ mới là em bao luôn nha mấy chị ơi. Nó chỉ bị lỗi nhè đây thôi nè. Lấy màu này chốt cho em mã 40k. Em bán rẻ con này 40k thôi mấy chị ơi. Bầu bí bon chen được nhá. Mã 40k. Con này 48-52kg đồ về mặc đẹp. 48-52kg đồ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 35. Mã 35 giùm em. 52-53kg đồ về mặc đẹp giùm em. Mã 35. Mã 35 giùm em. Lấy màu đấy tốt cho em mã 35 với chị. Lên một con nhung rồi mấy chị ơi. 60kg đổ về mặt đẹp. Chốt cho Thu Thủy. 60kg đổ về mặt đẹp giùm em. Thu Thủy lên số điện thoại giùm em chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã nhung. Mã nhung chị Thu Thủy lên số điện thoại giùm em nhá. Lấy màu này chốt cho em mã nhung này mấy chị ơi. Form resize mặt đẹp giùm em. Mã nhung giùm em. Quá đẹp luôn này. Lấy màu này chốt cho em mã nhung đồng giá nha mấy chị ơi, đồng giá 60k thôi mọi người. Đồng giá 60k nha. Lấy màu đấy chốt cho em mã nhung. Mã nhung giùm em. Rồi em cảm ơn chị yêu, ráng lựa giùm em hai chiếc nha mấy chị. Con này 60-62kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen 60-62kg đổ về mặt đẹp giùm em này. Lấy màu này chốt cho em mã đen này mấy chị. Mã đen hoa nhí ở phía trước. Mã đen hoa nhí. Hoa nhí ở đây đây đây. Đây hả chị ơi? Con này size S mặc đẹp giùm em mã hoa. Size S mặc đẹp mã hoa đen cho chị Lệ Trần. Size S mặc đẹp mã hoa này mấy chị. Nhung cho chị Thu Bạch. Lấy màu này chốt cho em mã mã hoa. Mã hoa. Lấy màu này chốt cho em mã hoa này mấy chị ơi. Mã hoa. Đen, đen em hết rồi chị Kiều Ngô ơi. Lấy màu đấy chốt cho em mã hoa. Lên một con dây caro này mấy chị ơi. Con này 53kg đồ về mặc đẹp giùm em mã caro. Hoa cho chị Ngọc Thu Vương. Lấy màu này chốt cho em mã caro. Mã caro đúng không? Lấy màu đấy chốt cho em mã caro. Con này còn tem mát luôn này mấy chị ơi. Còn tem mát này form resize mặc đẹp mã to. Mã to form resize mặc đẹp. Con này đẹp lắm luôn, con này đồ mới em bao luôn nhá. Có rút dây nè mấy chị. Có rút dây nhá. Là form nhỏ mình vẫn bon chen được nha mấy chị ơi. Con này có rút dây á. Lấy màu này chốt cho em mã to. Form resize mặt đẹp. Mã to chị Kiều Ngô. Con này còn tem luôn á chị ơi. Đây, có rút dây nè. Mã to chị Kiều Ngô. Con này 55-56kg đổ về. 55kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 05. 55kg đổ về mặc đẹp giùm em mã 05. Con này bịt vai giùm em nhá.
Lấy màu này chốt cho em mã 05. Mã 05 dùm em. Con này dạng baby doll này mấy chị ơi, form một resize mặc đẹp. Form một resize mặc đẹp mã 53. Form một resize mặc đẹp dùm em mã 53 dạng baby doll này mấy chị ơi. Baby doll giúp em nhé. Form một resize mặc đẹp mã 53. Mã 53 dùm em. Form resize mặc đẹp. Con này form resize mặc đẹp mã hình. Mã hình form resize mặc đẹp dùm em. Lấy màu này chốt cho em mã hình. Mã hình form resize mặc đẹp. Con này 58kg đổ về mặc đẹp dùm em mã theo. 58kg đổ về mặc đẹp dùm em mã theo. Hello chị Nguyên Ngọc. Lấy màu này chốt cho em mã theo, đai tay đầy đủ nè mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã theo. Mã theo mấy con đó đỏ bầu bí con trên được nha mấy chị ơi. 53 chị Mai Quyên. Bây giờ chưa có đơn nữa. 53 chị Mai Quyên. Con này có túi 2D luôn này mấy chị ơi. 55-57 ký đổ về mặt đẹp giùm em. 55-57 ký đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. Con này mã xanh con này đẹp lắm luôn này mấy chị. Bên em là đồ mới là bên em bao nha mấy chị ơi. Đồ mới tinh luôn này mấy chị. Có túi 2D luôn nhá. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. Mã xanh. Lấy màu này chốt cho em mã xanh giùm em mấy chị ơi. Ai đang xem like chấm tương tác giùm em rồi nhá. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. Mã xanh giùm em. Mã xanh. Mã xanh giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã xanh giùm em. Con này 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Có đai nha mấy chị ơi. 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã dài. 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã dài. Mã dài xanh. Xanh cho chị Ngọc Tu Vương. Lấy màu này chốt cho em mã dài nè mấy chị. Mã dài giùm em. Sọc vàng to sau lưng cho chị. Đây. Sọc vàng to. Đây đi. Phải con này không chị ơi? Con này size S mặc đẹp giùm em mã caro. Size S mặc đẹp giùm em mã caro. Mã caro size S mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã caro. Con này 53kg đổ về mặc đẹp giùm em mã dây. Mã dây 53kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã dây. Mã dây 53kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lên một con body nè mấy chị ơi. Con này 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã nhung. 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã nhung. Mã nhung 53-55kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã nhung mấy chị. Lên một con trắng mấy chị ơi. 58-60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã trắng. Mã trắng 58-60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã trắng. Chấm bài qua trang giùm em chị ơi. Chấm bài qua trang giùm em nhé. Không live vest nên em không có biết là có đơn của chị hay không á. Chị inbox qua trang đi chơi giúp em nhá. 60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã trắng nè mấy chị. Mã trắng giùm em. Inbox qua trang giùm em để đổ công phần cho mấy chị đặc biệt đò giúp đơn nha chị ơi. Con này 55kg đổ về mặt đẹp giùm em. 55-56kg đổ về mặt đẹp mã 203. 203 55-56kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 203 trắng với chị Thu Bạch. Mã 203 form resize mặc đẹp mã to. Mã to form resize mặc đẹp giùm em. Dạng baby doll này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã to. Form resize mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã to mấy chị. Mã to. Con này dạng sơ mi này mấy chị ơi. Dạng sơ mi giùm em nè. Form resize mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã sơ mi. Mã sơ mi form resize mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã sơ mi mấy chị mà nhỏ nhỏ con mấy chị. Mình đeo beo vô mấy chị. Đeo beo vô nó ra form khác mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã to. Mã to giùm em. Mã to. Đồng giá 60k thôi này mấy chị.
Con này size S mặt đẹp mã sọc. Mã sọc size S mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã sọc. Con này có tay và bệt vai nha mấy chị ơi. Mặt dây cũng được mà mặt tay cũng được nhá. Lấy màu này chốt cho em mã sọc size S mặt đẹp giùm em. Con này 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã 00 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 00 bao xa luôn này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 00 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em. Này coi giãn tốt nha mấy chị ơi, coi giãn tốt nhá. Lấy màu này chốt cho em mã mã 00. Con này 55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã hoa. Mã hoa 55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã hoa. Chào ấy, em chào lại ấy nhá. Lấy màu này chốt cho em mã hoa 55kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã hoa này mấy chị. Mã hoa giùm em. Đồng giá nha mấy chị ơi, đồng giá 60k nha. Con này 50-52kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã bi. Mã bi 50-52kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã bi. Mã bi 50-52kg đổ về mặt đẹp giùm em. Con này 55-58kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã xanh 55-58kg đổ về mặt đẹp. Mã xanh giùm em này. Mã xanh 55-58kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. Mã xanh 55-58kg đổ về mặt đẹp giùm em. 55-58kg. Con này 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã sọc 53-55kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã sọc nè mấy chị. Mã sọc 53-55kg đổ về mặt đẹp. Sáu ký đổ về mặt đẹp giùm em. Mã đen. Con này phối ren nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen giùm em. Mã đen. Con này 53 ký đổ về mặt đẹp. 53-54 ký đổ về mặt đẹp. Mã vàng. 53-54 ký đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã vàng. Từ từ để em hỏi coi khách hỏi gì đấy. Cho chị xem lại mã 00. Mã vàng giùm em. Đây chị ơi, phải con này không? Lấy màu này chốt cho em mã 00. Không bêu. Chị sờ hơi chậm. Gì 58kg hả? 58kg sợ cũng vừa đó. Cho mình xem lại con hả? Đâu vừa đâu không? Không vừa đâu chị ơi. Chéo trên xào. Beo chéo. Con nào á chị? Con beo là con nào ta? Con này hả chị ơi? Con này 53kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã dài 53kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã dài. Mã dài không vừa đâu chị ơi. Con nó tầm 55-56kg thôi. Mã dài giùm em. Con này 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã đỏ. Mã đỏ 53-55kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ này mấy chị. Mã đỏ 53-55kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã đỏ. Con này 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã xanh 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã xanh. Con này còn tem mát nè mấy chị ơi. Còn tem mát giùm em. 53kg đổ về mặt đẹp. 50-53kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã mới. Mã mới 50-53kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã mới. Mã mới lên một con nhung này mấy chị ơi. 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã nhung 53-55kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã nhung. Mã nhung 53-55kg đổ về mặt đẹp. Mã nhung giùm em. Lên một con yếm này mấy chị. 55-57kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã yếm
mã yếm 55-57 kg đồ về mặc đẹp. Lấy một đấy cho em mã yếm. Con này form resize mặc đẹp dạng baby doll này mấy chị ơi. Lấy màu này cho em mã caro. Form resize mặc đẹp giùm em mã caro. Mã caro form resize mặc đẹp. Con này 53-55 kg đồ về mặc đẹp giùm em mã dài. Mã dài 53-55 kg đồ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã dài. Mã dài 53-55 kg đồ về mặc đẹp giùm em. Con này size S mặc đẹp giùm em mã trắng. Mã trắng size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã trắng. Mới, con mới này eo 84 không? Con mới. Không có đâu chị, không được đâu chị ơi. Dài với chị Châu Hồ. Châu Hồ lên lại số điện thoại giùm em chị ơi. Con này size S mặc đẹp giùm em nè. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Size S mặc đẹp. Dạng body đuôi cá này mấy chị ơi. Size S mặc đẹp giùm em mã đen, không nghĩ là 60k đâu mấy chị ơi. Đồ mới là em bao từng con nhá. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen giùm em lên một con đổ đỏ caro này mấy chị ơi. 55-56 kg, 55-57 kg đồ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ. 55-56 kg đồ về mặc đẹp giùm em mã đỏ. Mã đỏ. Con này này, dáng dài giùm em này mấy chị ơi. 50-53 kg đồ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã dài. Mã dài 50-53 kg đồ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã dài. Mã dài lên một con dung này mấy chị ơi. Con dung giùm em nhé. Size S mặc đẹp giùm em mã dung. Mã dung size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã dung. Mã dung size S mặc đẹp giùm em. Con này form resize mặc đẹp giùm em. Con này hơi dơ một xíu nha. Con này em bán 50k mọi người về giặt giùm em nè. Dài với chị Nguyễn Hoa. Chị Nguyễn Hoa ơi, con dài này là con này nha. Lấy màu này chốt cho em mã 50k nè mấy chị ơi. Mã 50k giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 50k. Mấy chị ơi ráng lừa giùm em 2 chiếc để em đi đơn nha mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 50k nè mấy chị. Mã 50k giùm em. Con này size S mặc đẹp giùm em mã đen. Mã đen size S mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã đen mấy chị. Mã đen. Năm mươi lăm năm tám kg đổ về mặc đẹp giùm em. 55-58 kg đổ về mặc đẹp mã vàng. Mã vàng 55-58 kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã vàng. Mã vàng 55-58 kg đổ về mặc đẹp giùm em. Dài này hả chị Hồng? Con dài đấy chị này. Cái này em chốt cho chị Nguyễn Hoa nhá. Mà chị Nguyễn Hoa không đủ đơn thì chị nào dự bị không? Đây. Chị Nguyễn Hoa ráng lựa thêm cho em chiếc nữa nhá. Đây. Con này xinh nè mấy chị ơi. Con này size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ. Con này dù bì cho. Rồi ok chị Hồng Ti Ti. Chị Nguyễn Hoa ráng lửa cho em đủ đơn nhé. Con này size S mặc đẹp giùm em. Con đi tiệc nè mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 80k nè. 80k con này mình 80k nhé chị ơi. Con này mình đeo beo cũng được nè. Size S mặc thôi nhá. Size S mặc đẹp thôi. Em có 43 kg, nó hơi rộng này. Đỏ cho chị Thùy Linh 80k nhé chị ơi. Con beo nằm trong này. Con này mấy chị đeo beo vô cho nó đẹp.
đeo beo vô nó có điểm nhấn nữa mấy chị, nó có điểm nhấn. Đây em đang mặc lên, kéo xuống lên. Con đỏ đây 80k nha, 80k nha chị Thùy Linh ơi, con này đi tiệc bao đẹp luôn á, mới tinh luôn á chị. Con này form resize mặc đẹp, form resize mặc đẹp giùm em mã xanh, mã xanh form resize mặc đẹp, mã xanh giùm em, mã xanh form resize mặc đẹp. À con beo khoác hả? Em cao 1m54, em cao 1m54, thêm cái này chắc 3 phân đó chị ơi. Em cao 1m54 nhá, chị lấy cho em không khoác beo á. Khoác beo đó 150 á chị ơi, khoác beo đó 150 giùm em nhá. Chờ em xíu. Con này 58kg đổ về mặc đẹp giùm em, dạng baby doll này, 58kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em, mã 00. Hơi ngắn hả? Trời ơi, em 1m5 mà 1m 1m gì đó? 1m43 chỉ cao mà 1m bao nhiêu? Con này vấn đề không dài nữa hả ta? 1m62. 1m62 anh chị cao nên em có mấy phân như mấy em cao, em mang cái đôi này chắc gần 1m6 đó, là tới tới chân luôn rồi đó. Con này 50-52kg đồ về mặt đẹp giùm em, mã nâu, mã nâu 50-52kg đồ về mặt đẹp này. Lấy màu này chốt cho em mã nâu, con này là giống là lửa mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã nâu rồi mấy chị ơi, mã nâu, mã nâu con này dài hơn này. Con này size S mặc đẹp giùm em rồi mấy chị ơi, size S mặc đẹp giùm em, mã dài, mã dài size S mặc đẹp, tầm 48kg đồ về chị ơi, tầm 48kg nhá. Lấy màu này chốt cho em mã nâu này mấy chị ơi, mã nâu giùm em này, con này đẹp quá trời nhìn. Eo 85 vừa không? Cho em xíu. Không, em múc cái kia kìa, em đang lúc. Eo 78 chị ơi. Con này eo 78 thôi à? Không vừa đâu chị. Con này eo 78 thôi. Eo 78 thôi chị ơi. Con này eo 78 thôi nha mấy chị ơi. Mã nâu giùm em. Mã nâu eo 78 mặc đẹp giùm em. Con này dáng suông rồi mấy chị ơi. 60kg đồ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 44. 60kg đồ về mặc đẹp giùm em, mã 44 nha mấy chị. Mã 44 60kg đồ về mặc đẹp. Con này 60-65kg đổ về mặc đẹp giùm em, mã đỏ. 60-65kg đổ về mặc đẹp giùm em, mã đỏ này mấy chị. Mã đỏ 60-65kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em, mã đỏ. Lấy một con nhung này mấy chị ơi. 58-60kg đổ về mặc đẹp giùm em. Con này nó bị lỗi ren ở đây này mấy chị ơi. Lỗi ren một xíu này, rách ren một xíu này mấy chị, về đính... đính hạt hay gì vô đây này cho nó đẹp này. Con này em xả nhá, chị nào lấy thì em để 40k nhá. Lấy màu này chốt cho em mã 40k, mã 40k. Còn màu ưng mà eo bé quá hả? Lấy màu đấy chốt cho em mã 40k. Lấy một con nhung tiểu thư này mấy chị ơi, 55kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 48. 55kg đổ về mặc đẹp giùm em, mã 48. Mã 48 40k chị Kiều Ngô, con này đã báo lỗi này. Lấy màu này chốt cho em mã, mã 48 này mấy chị, mã 48 giùm em. Mã 48. Form
form resize mặt đẹp giùm em mã to. Form resize mặt đẹp giùm em mã to chị Hoa. Chị lấy giùm em cái con bác bèo á. Em quên mất. Sorry chị, chờ em xíu. Chị lấy giùm em đó chị ơi. Lấy màu đấy cho em mã to. Con này là size S mặt đẹp giùm em nè mày. Size S mặt đẹp mã dây. Mã dây size S mặt đẹp giùm em nè. Lấy màu này cho em mã dây. Mã dây size S mặt đẹp chờ em xíu nha mấy chị. Lấy màu đấy cho em mã dây. Con này size S mặt đẹp. Con này đan dây ở phía sau nhá. Mã đen giùm em. Size S mặt đẹp giùm em mã đen. Mã đen size S mặt đẹp. Lấy màu này cho em mã đen. Mã đen giùm em. Con này 150 giùm em nha mấy chị ơi. Con phóc beo này là 150 á. Đây này chị ơi, dạng bông bơ nha chị. Con này form resize á. Form resize như em 43kg thì em mặc form rộng hả chị. Form resize mặc đẹp. Lấy màu này cho em mã 150. Mã 150. Mới tinh luôn nha chị ơi. Size SML luôn á. Mới tinh luôn á. Con này mới tinh luôn nha chị ơi. Lấy màu này cho em mã 150. Con này là beo nhung. Beo nhung 130. Con này beo nhung 130 giùm em. Lấy màu này cho em mã beo nhung. Mã beo nhung 130. 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã beo nhung 130. Beo nhung 130. Đồ mới là em bao tới 98% luôn nhé. Nhung tiểu thư. Nhung tiểu thư. Con này hả? Con nào á chị ơi? Con 150 hay là con nhung này? À con nhung này á. Bên nhung này hả? Đó là bên nhung 130. 130. Con beo nhung này hả chị? Ngực 100. Chị đo giùm em ngực đó. Ngực em đo. Con này 60-65kg đổ về mặt đẹp giùm em. 60-65kg đổ về mặt đẹp mã hoa. Mã hoa 60-65kg đổ về mặt đẹp. Ủa? Nãy giờ mình có like con beo không ta? Beo cái đầm. À nhung tiểu thư. À con nhung tiểu thư là con đầm đây này. Con này được 100 rồi hình như được. Chị đo đây con xanh. Chị ơi nay em đầm với chị ơi. Em không có like tiền khoát á. Form resize mặt đẹp giùm em mã đỏ này mấy chị. Mã đỏ form resize mặt đẹp. Lấy màu này cho em mã đỏ. Mã đỏ form resize mặt đẹp giùm em. Lấy màu đấy. Lấy màu đấy cho em mã. Con này còn tem này mấy chị ơi, mà rớt mấy cái tem mà. Ngực 88-90 đó chị ơi. Con này size S mặt đẹp giùm em này mấy chị, mã trắng. Size S mặc đẹp giùm em mã trắng. Lấy cho em con xanh nữa thôi. Em không con xanh lá cây. Em lấy một con nữa thôi nhá. Tại do em không có chuyên khoác đó chị. Hôm nay em chuyên đầm nhá. Con này size S mặc đẹp giùm em. Con này chất da lộn nè mấy chị ơi. Size S mặc đẹp giùm em mã nâu. Mã nâu size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã nâu. Mã nâu giùm em size S mặc đẹp. Em 43kg nha mấy chị. Em 43kg nhá. Ở trong nó có túi luôn nè. Trong nó có mũi đó mấy chị ơi. Con này cũng 150 giúp em nhé. Con này 55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. 55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã xanh. Nâu với chị Nguyễn Hoa. Nâu này với chị Nguyễn Hoa này. Lấy màu này chốt cho em mã xanh nè mấy chị. 150 giùm em. Mã xanh. Mã xanh giùm em xanh. Ô con này xinh quá nè mấy chị ơi.
đẹp, tay đẹp lắm luôn rồi mấy chị ơi. Con này 53kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy mẫu này chốt cho em mã đen. Con này là nhung đen đó mấy chị. Lấy mẫu này chốt cho em mã đen. Đầm 80k hả? Đơn của chị like của Sa. Like của Sa là Sa chốt nha chị ơi, chứ em không có chốt. Em cũng không rõ là Sa đã chốt cho chị chưa. Nếu mà chốt rồi là đi đơn rồi nhá. Còn chưa chốt là chưa đi đơn nhá. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Inbox qua trang giùm em đi mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã đen này. Một con nhung đen. Tại vì đơn bạn nào like bạn đó chốt đơn đó mấy chị. Nên là chị nào muốn rõ đơn của mình hơn thì vào like của người đó hỏi nha mấy chị ơi. Đây. Đai tay nè mấy chị. Chị nào ưng thì chốt cho em mã đen. Mã đen 53kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen. Mã mèo 60kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã mèo. Mã mèo 60kg đổ về mặt đẹp giùm em. Con này size S mặc đẹp này mấy chị. Size S mặc đẹp, con này là dạng phi lụa này mấy chị. Size S mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 50. Mã 50 size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 50. Mã 50 size S mặc đẹp giùm em này mấy chị. Lấy màu đấy chốt cho em mã 50. Resize. Lên một con beo resize này. Form resize mặc đẹp giùm em mã beo. Mã beo form resize mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã beo. Mã beo. Form resize mặc đẹp giùm em. Form nhỏ thì mấy chị đeo beo vô giùm em nhé. Lấy màu này chốt cho em mã beo form resize mặc đẹp. Form resize mặc đẹp giùm em mã beo. Mã beo form resize mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã beo. Con này size S mặc đẹp giùm em nè mấy chị. Size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã hoa. Mấy chị ơi, mấy chị muốn coi quần jogger không? Mấy chị ơi, em vừa mới lại về một lô quần jogger rẻ lắm. Rẻ mà đẹp nữa. Chị nào ưng thì em like quần jogger cho mấy chị nhá. Chị nào ưng quần jogger thì em like quần jogger nha mấy chị ơi. 55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã tím. Mã tím ôm ra đây. Lấy màu này chốt cho em mã tím nè mấy chị. Mã tím giùm em. Lai sọc trắng xanh. Mã tím giùm em. Con này body nha mấy chị ơi. Con này 48-52kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã sọc. Có chiếc eo đây nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã sọc. Mã sọc giùm em. Dạ ok chị. Ok chị. Lấy màu này chốt cho em mã sọc. Ren tím đẹp mà nhỏ quá. Ren tím thì nhỏ. Lai quần hả chị? Chờ em xíu nhé. Lấy màu này chốt cho em mã sọc. 55-58kg đổ về mặt đẹp giùm em mã nâu. 55-58kg đổ về mặt đẹp giùm em mã nâu. Mã nâu 55-58kg đổ về mặt đẹp. Quần là đồng giá 35k, xỉ 30 thôi mấy chị ơi. Xỉ 30. Quần jogger đồng giá 35k thôi mấy chị. Quần jogger đồng giá 35k nhá. Một cái ghế ở đâu ta? Em ôm cái ghế chứ. Khoác beo 60 không em? 60kg hả chị? Beo nào? Beo này hả? Beo 130 là không vừa nhá. Beo này 130 là tầm 55kg đổ về thôi. Còn beo 150 là vừa nhá. Beo 150 là vừa này. 60kg. Beo 150 là vừa bông bơ á. Bông bơ 150 là vừa này. Còn nhung là không vừa. Cái bên sọc xanh là năm màu gì? Năm nay á chị ơi. Form
lấy màu này, chốt cho em mã bi sọc xanh. Sọc xanh caro to. Đây lấy màu này chốt cho em mã bi nè. Quần caro to lấy quần này. Bi cho chị Luna Nguyễn. Thôi em lai quần nha mấy chị ơi, em lai quần nha. Caro nào chị ơi? Em lên rồi chị chốt nha. Cho em cái đây. Đồng giá 35k nha mấy chị ơi. Không, cái dây. Quên quá. Quần jogger nè mấy chị ơi. Quần jogger đồng giá 35k, đồ mới cao nha mấy chị ơi, đồ mới cao lắm. Con này eo 7280 mặc đẹp mã hồng. Eo 7280 mặc đẹp mã hồng. Mã hồng eo 7280 mặc đẹp. Đây này mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn đó mấy chị. Chưa chị ơi? Hồng nhạt like trên sào chưa like? Eo 6274 mặc đẹp. Eo 6274 mặc đẹp mã caro. Eo 6274 mặc đẹp mã caro. Mã caro giùm em. Mã caro giùm em. Đây chị ơi, hồng nhạt này. 60kg đồ về mặc đẹp giùm em, mã hồng. Mã hồng 60kg đồ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã hồng nè mấy chị. Mã hồng 60kg đồ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã hồng. Con này ngăn 8 60kg đồ về mặc đẹp giùm em. Mã 00, con này là, con này là chất u mì á mấy chị ơi. Mã 00 giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 00 chất u mì á. Mã 00 giùm em. Lên một con quần nam này mấy chị ơi. Quần hộp này. Lên một con quần hộp này. Con này eo 7284 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Lấy màu này chốt cho em mã 2. Mã đen. Dạ. Đinh Đầm ít người chốt quá chị ơi. Lấy màu đấy chốt cho em mã đen. Nói chung em like 22 cái luôn á. Mấy chị thích con nào thì mấy chị báo em nha. Để em like. Em lai lộn xộn với chị ơi. Cho mấy chị đủ đơn này. Con này eo 70-80 mặc đẹp mã caro. Eo 70-80 mặc đẹp mã caro. Thu Thủy. Đó. Con đầu tiên. Lấy màu này chốt cho em mã caro. Đồng giá 35k thôi mấy chị ơi. Quần jogger không có giá này đâu mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã caro này. Mã caro giùm em, lên một con rêu này mấy chị, một con rêu này. Con này eo 88 mặc đẹp mã rêu. Mã rêu eo 88 mặc đẹp. Meo meo lê lên số điện thoại giùm chị em chị ơi. Lấy mẫu này chốt cho em mã rêu, đồ mới là em bao từng con này mấy chị ơi. Mã rêu. Mã rêu giùm em này. Mã rêu giùm em. Lên một con hồng nè mấy chị ơi. Con này eo 6676 mặc đẹp giùm em mã hồng. Eo 6676 mặc đẹp giùm em mã hồng. Mã hồng eo 6676. Chị ơi, quần là đo eo đo lưng á chị. Đo eo đo lưng á, tại vì nó là form rộng mà. Nó form rộng bo ở dưới chân thôi. Chủ yếu là cái đai eo này nè. Chủ yếu là cái eo này nè, chỉ eo bao nhiêu thôi. Con này eo 70 cho tới eo 80 á. Eo 70 tới eo 80 á chị. Là em bỏ dư ra rồi á. Còn ống thì rộng mà. Chủ yếu là eo, quần chủ yếu là eo. Con này hàng hiệu nè mấy chị ơi. Của Nai nè. Hàng hiệu nè mấy chị. Lấy mẫu này chốt cho em mã rêu nè. Mã rêu eo 88 mặc đẹp. Chị lấy caro không chị ơi? Lấy caro thì báo em nhá. Lên một con quần tây. Lên một con quần tây này mấy chị. Rồng quá. Eo chị bao nhiêu? Con đó eo, con này eo 72 mặc đẹp giùm em. Eo 72 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 32. Mã 32 eo 72 mặc đẹp giùm em này mấy chị. Eo 72 mặc đẹp. Ủa quần này rộng hả chị bao nhiêu ký á chị ơi? Chị bao nhiêu ký á? Con này tầm size M chứ mấy ta? Tầm size M chứ mấy?
xám này mấy chị ơi, đồng giá 35k thôi mấy chị. Một con quần xám này. Đồng giá 35k. Con này eo 6674 mặc đẹp mã xám. Eo 6674 mặc đẹp giùm em mã xám. Mã xám eo 6674 mặc đẹp. Lấy một lấy cho em mã xám. Mã xám giùm em. Mã xám eo 6674 mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã xám. Mấy chị ráng lựa giùm em hai chiếc nha. Có con áo cổ tàu không em? Áo cổ tàu hả? Áo cổ tàu thì em có rồi chị ơi. Eo 60-70 mặc đẹp. Eo 60-70 mặc đẹp giùm em mã xanh. Eo 60-70 mặc đẹp giùm em mã xanh. Bên tay trái hồng. Con ren hồng này hả chị ơi? Con ren hồng này phải không chị? Con này size S nha mấy chị ơi, size S nha, tầm 50kg thôi, 50-52kg. Lấy màu này chốt cho em mã 01. 50-52kg đồ về mặt đẹp mã 01. Mã xám cho chị Mary Nguyễn. Xám cho chị Mary Nguyễn. Quần đồng giá 35k, đầm đồng giá 60 nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã. Mã 01. Mã 01 giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 01 này mấy chị ơi. Trời ơi mấy con quần này mang bao đẹp luôn mấy chị. Đây để em mặc cho mấy chị coi. Con này eo 6476 mặc đẹp giùm em. Eo 6476 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 89. Mã 89. Đây 01 đây, 01 là đầm. Lấy màu này chốt cho em mã 89 nè mấy chị. Này, mã 89 giùm em. Quá đẹp luôn. Đầm nhung ạ, à, quần nhung ạ, à, quần nhung không có chị ơi. À có một cái quần nhung. Nhưng mà lưng rộng lắm. Của Burberry. Con này eo 7684 mặc đẹp mã xanh. Eo 7684 mặc đẹp mã xanh. Mã xanh. Đầm là 60k nha chị Mai Phương ơi. Đầm là 60, quần 35. Lấy màu này chốt cho em mã 89 nè mấy chị. Mã 89 giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 89. Quần có 35k thôi mấy chị ơi. Quần 35k giùm em nha. Lấy màu đấy chốt cho em mã. Mã 89 mấy chị. Mã 89 giùm em. Trời, con này có cái đai nè mấy chị ơi, có đai xịn sò luôn nè. Còn tem mát này mấy chị ơi, quần 35k giùm em nè mấy chị. Còn tem mát giùm em nè. Con này eo 60-70 mặc đẹp giùm em mã mới. Mã mới eo 67, eo 60-70 mặc đẹp giùm em mã mới. Quần đồng giá 35k thôi này mấy chị. Có đai đẹp lắm luôn này. Lấy màu này chốt cho em mã mới. Được rồi nhá chị Phương Mai ơi, lựa thêm cho em một cái đầm hay một cái quần nữa nhá chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã mới. Mã mới đồng giá 35k thôi mấy chị. Lấy màu đấy chốt cho em mã mới. Mã mới giùm em. Mà mới giúp em con này eo 6272 mặc đẹp. Eo 6272 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 16. Mã 16 đầm là 60k, quần là 35k giùm em nha mấy chị. Con này 5557 ký đồ về mặc đẹp giùm em mã sọc. 5557 ký đồ về mặc đẹp giùm em mã sọc. Mã sọc 5557 ký đồ về mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã sọc. Con này eo 6474 mặc đẹp. Eo 6474 mặc đẹp giùm em mã đỏ. Eo 6474 mặc đẹp giùm em mã đỏ 16 chị Nguyễn Hoa. Đây nè mấy chị ơi. Con này 4852 kg đồ về mặc đẹp mã đen. 4852 kg đồ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen 4852 kg đồ về mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã đen mấy chị. Trời ơi mấy quần này xinh lắm luôn nè mấy chị ơi. Mã đen.
Con này eo 6680, eo 6675 mặc đẹp giùm em mã là. Eo 6675 mặc đẹp giùm em mã là này mấy chị. Mã là eo 6675 mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã là. Xinh quá này mấy chị ơi. Quần thể thao này mấy chị ơi. Con này eo eo 6874 mặc đẹp. Eo 6874 mặc đẹp giùm em mã 42. Mã 42 eo 6874 mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 42 đồng giá nha mấy chị ơi, đồng giá 35k thôi, quá rẻ luôn á mấy chị. Mã 42 giùm em. Mã 42. 42 thì Thanh Thanh. Lên một con caro này mấy chị ơi, hồi nãy chị nào hỏi caro á. Con này có đai nè mấy chị. Eo 70 mặc đẹp mã caro. Eo 70 mặc đẹp giùm em mã caro. Mã caro eo 70 mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã caro mấy chị. Mã caro eo 70 mặc đẹp giùm em. Lên một con kem này mấy chị ơi. Một con kem. Con này eo 6474 mặc đẹp giùm em mã kem. Caro cho chị. Eo 6474 mặc đẹp mã kem. Mã kem ráng lừa giùm em hai chiếc em đi đơn nha mấy chị ơi. Đồng giá 35k thôi mấy chị. Quá rẻ luôn. Lấy màu đấy chốt cho em mã kem. Mã kem. Lên một con quần đen này mấy chị ơi. Con này size S mặc đẹp giùm em. Size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã. Mã đen size S mặc đẹp. Mã đen giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã đen. Mã đen size S mặc đẹp. Mã caro em hết mấy chị ơi. Đen đen cho chị Mary Nguyễn. Con này eo 62 đến eo 72 mặc đẹp mã sọc. Eo 62 72 mặc đẹp giùm em mã sọc 35k thôi mấy chị, quá rẻ luôn này. Lấy màu đấy cho em mã sọc. Sọc sọc cho chị Mary Nguyễn. Eo 60 64 mặc đẹp. Eo 60 64 mặc đẹp giùm em mã 46. Mã 46 giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 46 này đồng giá nha mấy chị ơi, đồng giá. Đồng giá 35k thôi mấy chị. Mã 46 đồng giá 35k. Con này có bo chung ở dưới này mấy chị ơi, có bo chung ở dưới. Chất thun tâm này mấy chị, con này chất thun tâm giùm em nhá. Con này eo 66, eo 60 70 mặc đẹp giùm em mã 00. Eo 60 70 mặc đẹp mã 00. 46 chị Nguyễn Trinh. Mã 00. Lấy màu đấy chốt cho em mã 00. Lấy màu này chốt cho em mã 00. Chất thun tâm này có túi hai bên nha mấy chị ơi, có túi hai bên giùm em nhá. Có rút dây ở dưới luôn nhá. Lấy màu đấy chốt cho em mã 00 này mấy chị. Mã 00 giùm em. Con này eo 60 70 mặc đẹp. Eo 60 70 mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 20. Mã 20 eo 60 70 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 20 này mấy chị. Mã 20 giùm em. Mã 20 giùm em. Cô nãy chị nào chưa chốt chốt hụt con này này mấy chị. Con này eo 60 74 mặc đẹp. Eo 60 74 mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 24. Hồi nãy chị nào chốt một chút lại con này nè mấy chị ơi. Mã 24. Hả? Chị kêu Ngô có đó không chị ơi? Mấy con caro to này chị có lấy không? Con này eo 60 70 mặc đẹp giùm em mã đen. Mã đen eo 60 70 mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã đen mấy chị. Mã đen giùm em. Size S mặc đẹp mã hồng. Mã hồng size S mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã hồng. Mã hồng size S mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã hồng. Lên một con to này mấy chị ơi. Mã hồng giùm em, lên một con to. Con này eo 78 mặc đẹp.
eo 78 dạng cuối hộp này mấy chị ơi, lấy màu này chốt cho em mã 07. Mã 07 dạng cuối hộp này. Lấy màu này chốt cho em mã 07. Mã 07 giùm em. Lấy màu đấy chốt em mã 07. Con này mã 07 giùm em. Mấy chị ai đang xem live chấm tương tác giùm em mà mấy chị ơi, eo 6672 mặc đẹp mã vàng. Mã vàng eo 6672 mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã vàng. Mã vàng eo 6672 mặc đẹp. Lấy áo beo trên sào cho chị xem. Con này size S mặc đẹp giùm em mã đỏ. Size S mặc đẹp giùm em mã đỏ. Con này tầm form resize mấy chị. Form resize mặc đẹp mã 150. Form resize mặc đẹp mã 150 giùm em, tầm 60kg đổ về. 60-63kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 150. 24 chị Nguyễn Trinh. 24 là con caro á. 24 là con caro á. Kim Anh Nguyễn, 150 đó chị Kim Anh Nguyễn. Kim Anh Nguyễn. Có chân váy ngày mai nha chị ơi, chân váy ngày mai nhá. Ngày mai em về chân váy á chị ơi. Con này là nhung 55kg đổ về mặc đẹp giùm em mã nhung. 55kg đổ về mặc đẹp mã nhung 130. Mã nhung 130. Mã nhung 130. Con này có túi ở trong này. Nhung 130 cho chị Kim Anh Nguyên. Con này mã xanh giùm em này. 55-56kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này cũng cho em mã xanh 150. Mã xanh 150, con này có túi ở trong này mấy chị ơi. Hàng hiệu luôn này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã xanh 150. Mã xanh 150. Con này chất lụa này mấy chị ơi, chất lụa giùm em này. Size S mặc đẹp dạng túi hộp này mấy chị. Sợ 150, chị lấy 130 đúng không? Size S mặc đẹp giùm em mã đen này mấy chị ơi. Ẩn hiền này mấy chị ơi, rất đẹp lắm luôn này, dạng lụa. Lấy màu này chốt cho em mã đen, một mã đen đồng giá 35k này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Đen cho chị Kim Anh Nguyên. Mã đen 130 giùm em. Alo mã đen 35k. 130 nghe hú hồn. Con này là dạng phi lụa này mấy chị ơi, dạng phi lụa giùm em này. Phi lụa giùm em này. Size S mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt em mã 38. Size S mặc đẹp mã 38 giùm em. Phi lụa dạng phi lụa mấy chị. Lấy màu đấy chốt cho em mã 38. Mã 38 giùm em. Lấy màu đấy chốt em mã 38. Đồng giá 35k thôi mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã. Em nhà đói mà. Con này eo 6474 mặc đẹp giùm em. Eo 6474 mặc đẹp mã 40. Mã 40 eo 6474 mặc đẹp ra phía qua. Lấy màu đấy chốt cho em mã 40 mấy chị ơi. Mã 40. Mã 40 giùm em. 40 chỉ nhà sóc nâu. Lấy cái răng ri xanh trên xào rồi. Chờ em xíu chị ơi. Con này eo 70-82 mặc đẹp. Eo 70-82 mặc đẹp mã caro đồng giá 35k thôi mấy chị ơi. Mã caro lấy cái gì? Cái răng ri xanh. Răng ri xanh là cái nào ta? Răng ri xanh là cái nào chị? À, cái nhung này hả? Nhung theo đúng không? Caro chị nhà sóc nâu. Con này eo 70-80 mặc đẹp mã bi. Eo 70-80 mặc đẹp mã bi. Hôm nay có con caro có á. Bi cho chị Kim Anh Nguyên. Đưa em con caro kia đây. Con này eo 6676 mặc đẹp. Eo 6676 mặc đẹp mã 401. Mã 401 đồng giá 35k thôi mấy chị ơi. Mã 401 giùm em.
Lấy màu đấy chốt cho em mã 4001. Quần đồng giá 35 nha mấy chị ơi. Người caro, người lớn 401 cho chị Nguyễn Trinh. Con này á chị ơi, con này này 55-57 kg đồ về mặt đẹp giùm em. 55-57 kg đồ về mặt đẹp. Mã 88-150 nè mấy chị ơi. Mã 88-150 giùm em. Mã 88-150. Mã 88 cài áo trên cao 401. 401 cho chị Nguyễn Trinh. Cái áo trên cao, áo trên cao là áo nào chị ơi? Con này eo 66, eo 60 66 mặc đẹp mã đen. Eo 60 66 mặc đẹp giùm em mã đen. Mã đen eo 60 66 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen giùm em eo 60 66 mặc đẹp. Đồng giá 35k thôi mấy chị ơi, lâu lâu mới có một lô quần joker giá rẻ như thế này luôn mấy chị. Con này eo 64-74 mặc đẹp mã hồng. Eo 64-74 mặc đẹp mã hồng giùm em. Mã hồng eo 64-74 mặc đẹp giùm em. Lên một con đỏ nè mấy chị ơi. Con này nè. Con này form to nè mấy chị ơi. 60kg đổ về mặt đẹp. Mấy con này là thiếu bổ cái tem thôi mấy chị ơi. Mới lắm. 60kg đồ về mặt đẹp giùm em, mã đỏ 150 nè mấy chị ơi. Mã đỏ 150. Thiếu một cái tem thôi mấy chị. Mấy con đấy là thiếu một cái tem thôi. Mã 150. Ô em còn sót một con caro này nữa nè. Con này eo 64-74 mặc đẹp mã caro. Eo 64-74 mặc đẹp mã caro. Đó đó đó. Mã caro này. Mã caro giùm em. Trời ơi, một con dạng phi lụa này mấy chị ơi. Caro em hết. Con này eo 62-70 mặc đẹp mã xanh. Eo 62-70 mặc đẹp mã xanh. Một con phi bóng này mấy chị ơi. Mã xanh giùm em. Mã xanh. Một con túi hộp này. Mã xanh giùm em. Con này eo 62-70 mặc đẹp. Eo 62-70 mặc đẹp mã 62. Mã 62 giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 62. Mã 62. 62. 62 cho chị Kim Anh Nguyên. Xanh cho chị Đặng Duy Hiền Anh. Đang đợi giùm em hai chiếc nha chị ơi. Đồng giá 35k thôi mấy chị. Con này eo 64-70 mặc đẹp mã caro. Eo 64-70 mặc đẹp mã caro. Cái đó là Kim Anh Nguyễn. Cái này là của chị Đằng Duy Hiền Anh. Mã caro giùm em. Lên một con kem nè mấy chị ơi. Một con kem dạng túi hộp luôn nè. Một con kem nè. Caro cho chị Khánh Anh Nguyên Trần. Con này eo 64-74 mặc đẹp giùm em mã kem. Eo 64-74 mặc đẹp mã kem giùm em. Hai bên có túi nè mấy chị ơi, có túi hộp nè. Lấy màu này chốt cho em mã kem. Mã kem. Mã kem giùm em, ráng lựa giùm em hai chiếc nha mấy chị ơi. Lên một con nâu nè mấy chị, size S mặc đẹp mã nâu. Eo 60-66 mặc đẹp mã nâu. Mã nâu size S mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã nâu. Áo trắng chị ơi. Áo trắng em không lên chị ơi. Mã nâu giùm em. Lên một con quần đen này mấy chị ơi. Kem cho chị Mary Nguyễn. Nâu cho chị Khánh Anh Nguyên Trần. Con này eo 60-72 mặc đẹp mã đen. Eo 60-72 mặc đẹp mã đen. Mã đen eo 60-72 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen giùm em. Lên một con cua sọc nè mấy chị ơi. Đen cho chị Đặng Duy Hiền Anh. Chị Phương, chị Thanh, Phương Thanh sau. Con này eo 60-70 mặc đẹp mã sọc.
Mã sọc eo 60-70 mặc đẹp đồng giá 35k thôi mấy chị ơi. Mã sọc giùm em. Mã sọc. Lấy màu đấy chốt cho em mã sọc. Con này viền chữ nè mấy chị ơi. Mã sọc giùm em có túi hai bên hết nha mấy chị ơi. Có túi hai bên đó. Con này eo 66-76 mặc đẹp. Eo 66-76 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 41. Mã 41 giùm em vô một mất tiêu. Chưa em đã like quần đâu chị ơi. Mã 41. Đen đen em hết 41 cho chị Kim Anh Nguyễn đây. Em đã like quần đâu giờ em mới like mà. Một chờ một con tung tăm này, chất xỉn sò luôn nha mấy chị ơi. Một con tung tăm này. Nãy em like đầm với chị giờ mới còn giờ mới like quần với chị ơi. Eo 60 70 mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 228 một con xỉn sò luôn này mấy chị ơi. Mã 228 giùm em này. Đẹp lắm. Một con tung tăm. Lấy màu này chốt cho em mã 228. Mã 228 giùm em. 228 cho chị Mỹ Trang. Mỹ Trang ráng lừa giùm em hai chiếc nha chị ơi. Lên một con lạ nè mấy chị ơi. Con này chất thun xỉn đó mấy chị. 228 thả rồi. Đó là con tung tăm đó chị. Con eo 6676 mắc đẹp mã là. Eo 6676 mắc đẹp mã là thung tăm. Mã là. Là cái chị Kim Anh Nguyễn này. Là như em còn con hay sao? Vẫn ta. Lên một con xanh rồi mấy chị ơi. Con này eo 60-74 mặc đẹp mã xanh. Eo 60-74 mặc đẹp mã xanh. Mã xanh. Mã xanh giùm em. Đồng giá 35k thôi mấy chị ơi. Eo 62-72 mặc đẹp mã bi. Mã bi eo 62-72 mặc đẹp xanh cho chị Khánh Anh Nguyên Trần. Mã bi giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã bi. Mã bi giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã bi. Lên một con thun tâm mà màu kem này mấy chị ơi. Con này quần ống rộng mấy chị. Bi cho chị Mary Nguyễn. Con này eo 60-66 mặc đẹp mã kem. Eo 60-66 mặc đẹp mã kem. Con này hơi dơ một xíu nha mấy chị ơi. Con này hơi dơ mấy chị về giặt giùm em này. Con này em để 30k thôi. Lấy màu này chốt cho em mã kem 30k mấy chị về giặt giùm em nhé. Lấy màu này chốt cho em mã kem 30k. Mã kem 30k bi cho chị Mary Nguyễn. Mary Nguyễn. Lấy màu kem mã kem chốt cho em mã kem 30k. Mã kem 30k giùm em. Con này có đai nè mấy chị ơi. Con này eo 60-70 mặc đẹp giùm em mã caro. Eo 60-70 mặc đẹp mã caro đừng để chung chị. Lấy màu này chốt cho em mã caro. Caro đã cho chị Đặng Anh Duy Hiền. Chị Hoàng Mỹ sau chị ơi. Chị caro cái đó cho chị Mary Nguyễn này, bi cho chị Mary Nguyễn. Cái này cho chị Đặng Duy Anh. Đặng Duy Hiền Anh. Ờ đúng rồi. Không, con xanh là của Nguyễn Trần. Khánh Anh Nguyễn Trần. Còn con caro là của Đặng Duy. Con này eo 70-80 mặc đẹp. Eo 70-80 mặc đẹp mã tím. Mã tím eo 70-80 mặc đẹp giùm em. Lấy màu đầy chốt cho em mã tím. Mã tím giùm em. Con này eo 74-84 mặc đẹp mã đen. Eo 74-84 mặc đẹp mã đen. Mã đen eo 74-84 mặc đẹp. Lấy màu đầy chốt cho em mã đen. Con này eo 6676 mặc đẹp. Eo 6676 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 22. Mã 22.
lấy màu đầy cho em mã 22. Con này size S mặc đẹp giùm em mã lính. Size S mặc đẹp mã lính con túi hộp này mấy chị. Con này eo nhỏ nha, eo 50-55 nhá. 22 với chị Kim Anh Nguyên. Lấy màu này chốt cho em mã lính. Mã lính 22 em hết. Này lấy màu này chốt cho em mã lính. Eo 50-60 thôi. Eo 50-60 mặc đẹp mã lính. Ở dưới là nó có bo chân ở dưới luôn nhá. Mã lính giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã lính. Con này eo 6276, eo 6276 mặc đẹp mã 00. Eo 6276 mặc đẹp mã 00 giùm em nè mấy chị. Mã 00 eo 6276 mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã 00. Mã 00 giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 00. Con này mã 22 hồi nãy đúng không? 00 với chị Nguyễn Hoa. Này mã 22 hồi nãy của chị nhà Sóc Nâu này. Cái chị nhà Sóc Nâu một cái rồi này. Hello chị Thủy Đoàn Nguyễn Hoa. Đồng giá 35k thôi mấy chị ơi. Quá rẻ luôn. Quần hôm nay quá rẻ luôn mấy chị ơi. Lâu lâu mới có một lô đồng giá 35k thôi. Eo 60-65 mặc đẹp mã xanh. Eo 60-65 mặc đẹp cho em mã xanh. Mã xanh eo 60-65 mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã xanh mấy chị. Mã xanh. Lấy màu đấy chốt cho em mã xanh. Có con đen. Có nha chị xanh cờ ba ơi. Có nhá. Eo 60-65 mặc đẹp giùm em. Eo 60-65 mặc đẹp mã 305. Mã 305 giùm em. Chị bé ơi lên shop lựa lấy luôn đi chị ơi. Size S mặc đẹp một con quần phi bóng nè. Size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 302, 305 cho chị Thủy Đoàn. Này lấy màu này chốt cho em mã 302. Điều bị chị đang đi. Trả giúp chị con xám nhé. Bé em chị nó không chịu màu đó. Con xám là con nào đưa đây. Lấy màu này chốt em mã 302 nè mấy chị. Mã 302 giùm em. Con xám túi hộp nè mấy chị ơi. Một con xám túi hộp này. Chị nào lấy chốt cho em mã xám. Xám túi hộp á mấy chị. Mấy con túi hộp này là mang sướng lắm luôn á. Eo 6474 mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã xám. Xám như chị Kim Anh Nguyễn. Có ống rộng không em? Có nha chị ơi. Có quần ống rộng. Em lên một con quần tây caro nè mấy chị ơi. Con này 50k giùm em nhá. Quần này 50k giùm em. Con này eo 6474 mặc đẹp mã caro 50k. Mã caro 50k giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã caro 50k. Lên một con nâu nè mấy chị. Lên một con nâu. Eo 6270 mặc đẹp mã nâu. Eo 6270 mặc đẹp giùm em mã nâu. Mã nâu eo 6270 mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã nâu. Mã nâu. Con này form to này. Caro. Caro đó 50k nha chị Thanh Thanh ơi. Con caro này là 50k nha chị Thanh Thanh. Con này eo 70-80 mặc đẹp mã đen. Eo 70-80 mặc đẹp giùm em mã đen. Mã đen eo 80-70 mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã đen. Mã to. Mã đen. To cho Mary chặt. Nâu. Con đen, mã đen đó, mã đen đó. Đen nha chị Kim Anh Nguyễn. Con đó là con đen. Em đang kêu mã to đâu, có mã to đâu. Con đen, mã đen. Ê, ý là em kêu con đó mà to á. Dạ ok chị Thủy Đoàn. Chị là Minh Minh Hà Nội của chị hôm nay dồn vào đơn Minh Minh Hà Nội cho chị. Dạ ok chị Phương Mai. Chị Phương Mai có đơn chưa? À rồi ok chị Minh Minh. Eo 6676 mặc đẹp con túi hộp này mấy chị ơi. Eo 6676 mặc đẹp mã 18. Mã 18 giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 18. Lấy màu đấy chốt em mã 18.
Dạ ok chị yêu. Mã 18 chị Vân gửi bill cho chị chưa? Eo 64-74 mặt đẹp mã hồng. Eo 64-74 mặt đẹp giùm em mã hồng. Mã hồng eo 64-74 mặt đẹp. Hồng với chị Dương Nguyệt Hằng. Hồng với chị Dương Nguyệt Hằng. Mary Nguyễn sau. Hồng với chị Dương Nguyệt Hằng dự bị cho em. Con này size S mặc đẹp giùm em mã kem. Mã kem size S mặc đẹp. Mã kem có chị ơi. Con beo này 150 này chị. Con resize beo này 150. 150 form resize. Đẹp giùm em. Eo 70-75 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 21 kem cho chị Dương Nguyệt Hằng. Mã 21 giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 21. Lấy màu này chốt em mã 21. Quần có túi không? Con đó hình như không có chị ơi. Con hồng có túi. Khoác có mũ á chị, khoác có mũ không có chị ơi. Toàn đa phần là bomber. Đa phần có túi nhá chị ơi, có quần kem hình như hồi nãy không có túi thôi. Còn lại đa phần có túi. Con này eo 60-74 mặc đẹp giùm em mã tím. Eo 60-74 mặc đẹp giùm em mã tím. Mã tím. Lấy màu đấy chốt cho em mã tím không có. Mã tím giùm em. Size S mặc đẹp giùm em này, size SM. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Tím cho chị Dương Nguyệt Hằng. Eo 60-74 mặc đẹp giùm em mã đen. Mã đen. Tím cho chị Dương Nguyệt Hằng. Đồng giá 35k thôi mấy chị. Đồng giá 35k thôi mọi người ơi. Con này eo 64-72 mặc đẹp. Eo 64-72 mặc đẹp giùm em mã 05. Lấy màu này chốt em mã 05. Mã 05. Hả? Cái này có túi này mấy chị. 05 cho chị Mary Nguyễn. Con này eo 60-65 mặc đẹp mã xanh. Eo 60-65 mặc đẹp mã xanh giùm em. Mã xanh eo 60-65 mặc đẹp. Con này size S mặc đẹp giùm em này. Mã đen. Eo 60 size S mặc đẹp mã đen giùm em. Mã đen size S mặc đẹp. Đen cho chị Khánh Anh. Chị Thủy Đoàn sau. Con này eo 60-66 mặc đẹp. Eo 60-66 mặc đẹp mã 202. Mã 202. Eo 60-66 mặc đẹp có kim tuyến đấy mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 202. A202 giùm em. Con này. Con này không có. Con này xinh. Con này eo 60-70 mặc đẹp giùm em mã hồng. Eo 60-70 mặc đẹp mã hồng. Mã hồng eo 60-70 mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã hồng. Con này eo 62-72 mặc đẹp giùm em. Eo 62-72 mặc đẹp. Mã 42. Mã 42. Lấy màu này chốt cho em mã 42. Cái này có túi hết nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 42. Mã 42 giùm em. Con này eo 62-68 mặc đẹp. Eo 62-68 mặc đẹp.
Lấy màu này chốt cho em mã 29. Lấy màu này chốt cho em mã 29 giùm em. Em còn ít quần em lên rồi cho em ơi, tí em lên đầm nhá. Em còn một ít quần em lên. Đây một con hồng cánh sen này mấy chị ơi, xinh chưa? Đây một con hồng cánh sen này mấy chị. Eo 70 cho tới eo 78. Eo 70, 78 mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 20. Mã 20 giùm em này, một con hồng cánh sen này mấy chị. Mã 20 giùm em. Lấy màu này chốt em mã 20. Quần này hả? Quần vải á chị ơi. Quần vải có, phi bóng có, thông có, xô cũng có. Con này quần chất xô này mấy chị. Hello chị Serena Ngô. Con này eo 72-80 mặc đẹp mã đen. Eo 72-80 mặc đẹp mã đen. 20. 20 như chị Kim Anh Nguyễn. Con này eo 60-68 mặc đẹp. Eo 60-68 mặc đẹp mã 75. Mã 75 eo 60-68 mặc đẹp giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 75. Lên một con còn tem mát nè mấy chị ơi. Con này eo 64-70 mặc đẹp mã mới. Eo 64-70 mặc đẹp mã mới. Mã mới giùm em. Eo 64-70 mặc đẹp mã mới. Mã mới giùm em. Eo 68-80 mặc đẹp. Eo 68-75 mặc đẹp giùm em này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 205. 205 mới em hết. Mã 205 giùm em. Lấy màu đấy chốt em mã 205. Con này eo 62-72 mặc đẹp. Eo 62-72 mặc đẹp. Mã 303. Mã 303. Chị Dương Nguyệt Hằng. Eo 60-70 mặc đẹp. Eo 60-70 mặc đẹp mã 07. Mã 07. Eo 60-70 mặc đẹp mã 07. Lâu lâu nó mới về được lô rẻ thế này mấy chị ơi, tranh thủ mình mua. Mới của em. Mới của ai ạ? Mới của chị mà. Eo 60-66 mặc đẹp. Eo 60-66 mặc đẹp. Lấy màu này cho em mã 204. Mã 204 giùm em. Lấy màu đấy chốt em mã 204. 204 giùm em. Con này eo 70-80 mặc đẹp mã tím. Eo 70-80 mặc đẹp mã tím giùm em. Mã tím. Eo 70-80 mặc đẹp. Đa số có túi nha mấy chị ơi. Đa số là có túi hết nha. Con này eo 62-72 mặc đẹp mã đen. Eo 62-72 mặc đẹp giùm em mã đen. Mã đen eo 62-72 mặc đẹp. Con này eo 62-72 mặc đẹp giùm em mã nâu. Eo 62-72 mặc đẹp mã nâu giùm em này. Mã nâu eo 62-72 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã nâu. Mã nâu giùm em. Eo 62-72 mặc đẹp. Lên một con quần xô này mấy chị ơi. Quần xô giùm em. Con này eo 70-80 mặc đẹp này mấy chị ơi. Eo 70-80 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 05. Mã 05. Con này màu kem sữa chị ơi. Con này này. Con này thiếu mỗi cái tem thôi mấy chị ơi. Còn tem này mới tinh luôn á. Lấy màu này đoạn nâu ý chị Đoàn Nguyệt. Lấy màu này chốt cho em mã 204. Ráng lựa giùm em hai chiếc để em đi đâu nha mấy chị ơi, mã 204 này. Con này xinh lắm, có thiếu mỗi cái tem thôi, nó còn cái dây này. 204 cho chị Dương Nguyệt Hằng. Lấy màu này chốt cho em mã 05. Mã 05. Mã 205. Size S mặc đẹp giùm em.
con này có túi này mấy chị ơi, sơ ép mặt đẹp. Con này là quần ống rộng này mấy chị ơi, quần ống rộng chứ phải quần ống túng nhá. Lấy màu này chốt cho em mã 15. Mã 15 giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 15 chị ơi. Mã 15. 15 cho chị Dương Nguyệt Hằng. Eo 6672 mặc đẹp mã xám. Eo 6672 mặc đẹp giùm em mã xám. Mã xám, eo 6672 mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã xám lên một con quần này mấy chị ơi. Con quần mã xám giùm em. Con này eo 6872. Eo 6872 mặc đẹp mã đen. Mã đen eo 6872 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Eo 6872 mặc đẹp giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã đen. Mã đen giùm em. Con này eo 60-70 mặc đẹp. Eo 60-70 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 88 đen cho chị Nguyễn Hoa. Mã 88. Con nó đẹp lắm. Đen này, đen cho chị Nguyễn Hoa này. Hả? Mấy chị ơi, con quần nhung này nè, nó bị giãn cái dây ở phía trên này nè. Con này em bán 20k, mấy chị về sửa lưng thôi nè. Hoặc là để đó mặc chơi cũng được nè mấy chị. Eo 74 tới eo 84 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 20k này. Mã 20k hoặc chị nào tầm 60kg á, 60-65kg là mặc vừa này. Nó bị giãn đi chung ở phía trên á. Lấy màu này chốt cho em mã 20k. Con đen thì chốt chưa? Lên một con chất thung tâm này mấy chị ơi. Một con thung tâm này. Lên một con thung tâm này mấy chị ơi. Con này eo 6270 mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 206. Mã 206. Lên một con rêu hàng của Nai này mấy chị ơi. Con rêu hàng của Nai này 20k chị Kiều Ngô. Con này của hàng của Nai này mấy chị ơi, hàng của Nai này. Con này eo 84 mặc đẹp, eo 88 mặc đẹp này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã rêu. Eo 88 mặc đẹp mã rêu. Hàng hiệu này mấy chị ơi. Của Nai luôn nè, size 32 nhá. Lấy màu này chốt cho em mã rêu này. Hàng hiệu đó mấy chị ơi, không có giá. Không có giá này đâu. Chốt chắc giúp em nha mấy chị. Hàng đồng giá có 35k thôi mấy chị ơi, size S mặc đẹp giùm em. Size S mặc đẹp mã 307. Mã 307 giùm em này. Mã 307 size S mặc đẹp. Lên một con xám này mấy chị ơi. Con này eo 60-70 mặc đẹp giùm em mã xám. Eo 60-70 mặc đẹp giùm em mã xám. Con này á chị ơi. Con khoác này 150 á chị ơi. Khoác này 150 á chị. 820 con này 58 kg 60kg đổ về mặc đẹp giùm em mã 150. Mã 150 58-60kg đổ về mặc đẹp. Mã 150. Con beo này cũng 150 á chị ơi. Đây. Form resize mã 150 luôn. Con beo. Beo mã 150, em beo 150. Đẹp mà to quá. Dạ đúng rồi chị ơi, mấy con đó thì hơi to. Quần đồng giá 35k thôi mấy chị ơi. Eo 6270 mặc đẹp mã vàng. Eo 6270 mặc đẹp giùm em mã vàng. Thu Thủy mã vàng. Thu Thủy hủy đơn chị. Thu Thủy rồi đúng rồi. Thu Thủy hủy đơn. Ủa chị hủy đơn. Là sao chị? Chị không lấy quần đúng không? Nhắn qua bay á.
của Thu Thủy. Chị nào lấy đầm không? Con này nó bị dơ một xíu thôi này mấy chị ơi. Con này em bán 60k, em tính 40k thôi này mấy chị. Nó bị dơ lỗi xíu. Con này 60kg đổ về mặt đẹp. Hủy đơn váy của 20k. Chị hủy đơn váy của 20k. Của đơn tối qua. Đây vàng đấy chị ơi, vàng có bo chung ở dưới nha mấy chị, lửa chắc chắc giùm em, đừng có lửa lai này xong xả lai khác, tội em lắm, tội tụi em lắm luôn đó mấy chị. Lấy màu này cho em mã vàng này mấy chị ơi, mã vàng giùm em. Lấy màu đấy cho em mã vàng, có túi đa số là có túi hết nha mấy chị ơi. Rồi ok chị Hoàng Mỹ, eo 62 68 mặc đẹp mã nâu. Eo 62 68 mặc đẹp mã nâu, có túi hết nè mấy chị ơi, có túi. Màu đấy cho em mã nâu mấy chị ơi, mã nâu giùm em. Lên một con thêu này mấy chị ơi. Con thêu này. Con 35k thôi mấy chị. Thêu 35k thôi mấy chị ơi, lên quần ống rộng đi. Eo 62 70 mặc đẹp giùm em, lấy màu này cho em mã thêu. Mã thêu này. Lấy màu này cho em mã thêu. Mã thêu giùm em. Này quần jogger á chị, em còn lô quần jogger à. Mã thêu giùm em, thêu chị Đoàn Nguyệt. Con này eo 60 70 mặc đẹp giùm em mã hồng. Eo 60 70 mặc đẹp giùm em mã hồng. Mã hồng. Lấy màu đấy cho em mã hồng mấy chị. Lên một con quần von này mấy chị ơi, quần von này mấy chị. Con này eo 60 70 mặc đẹp mã von. Mã von eo 60 70 mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã von. Mã von eo 60 70 mặc đẹp. Trời ơi, một con quần thể thao này mấy chị ơi. Quần thể thao. Mấy chị yên tâm nha, bên em là hàng bao lỗi nhưng mọi người cứ yên tâm giúp em nhá. Eo 60 70 mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen eo 60 70 mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã đen. Mã đen. Em có quần ống rộng à, quần tây á mấy chị ơi. Đen cho chị Mary Nguyễn. Chị Đặng Duy sau. Con này eo 60-72 mặc đẹp mã đỏ. Mã đỏ quần 50k này mấy chị. Con quần này 50k giùm em này. Đỏ cho chị Khánh Anh. Eo 70 mặc đẹp giùm em. Mã nâu 50k. Eo 70 mặc đẹp giùm em. Mã nâu 50k giùm em này mấy chị. Lấy màu đấy chốt cho em. Mã nâu 50k. Ôi trời ơi con này. Chị mấy chị ơi, chốt giùm em con này luôn này mấy chị ơi. Đen nào á chị? Còn đen không? Con này eo 64-72 mặc đẹp giùm em này chị. Chị Đoàn Nguyệt có lấy con này không? Em để cho này, con này đẹp lắm, nãy giờ chị cứ bị hụt hoài luôn á. Con này là ẩn nữa mấy chị, nhìn hoa văn của nó này. Chị lấy con này không, em để cho này. Chị Đoàn Nguyệt ơi, con nó đẹp lắm. Nãy giờ chị bị hụt hoài luôn á. Con nó đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Con này bo túng ở dưới này. Rồi ok, để cho chị Đoàn Nguyệt. Nãy giờ chị bị hụt hoài luôn á. Eo 62-72 mặc đẹp giùm em, có bo ở dưới này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 55. Em để cho chị Đoàn Nguyệt mất thôi chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 55. Mã 55. Quần là 35k. Quần 35k chị ơi. Mấy con nào mà em đọc giá là mới 50k nha chị ơi. Quần này là 50k này. Tay là 50k.
quần tây 50k, quần jogger là 35k. Quần tây 50, quần jogger 35. Jogger là 35 giùm em nha mấy chị ơi. Con này eo 6276 mặc đẹp giùm em. Eo 6276 mặc đẹp, mã 401. Mã 401. Quần jogger là quần bó túng nha mấy chị ơi. Bó gấu á. Mã 401 giùm em. Con này phong to này, quần lửng. Con này eo 80 9, eo 80 90 mặc đẹp mã đen. Eo 80 90 mặc đẹp mã đen. 401 cho chị Nga Trần. Mã đen giùm em, ráng lựa giùm em 2 chiếc nha. Đi đơn nha mấy chị ơi. Mã đen giùm em. Mấy chị có đơn cho em xin cái địa chỉ của Messenger nhá. Lấy màu này chốt cho em mã đen này. Mã đen giùm em. Đây, xuất sắc luôn này mấy chị ơi. Mấy con này là khó nhăn luôn, nó không nhăn nổi luôn đó mấy chị. Con này eo 60-70 mặt đẹp. Eo 60-70 mặt đẹp mã 79. Mã 79 giùm em. Lấy màu đấy cho em mã 79. Mã 79 giùm em. Mã 79. 79 cho Serena Ngô. Con này eo 6678 mặt đẹp mã hồng. Eo 6678 mặt đẹp mã hồng. Mã hồng giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã hồng. Mã hồng giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã hồng mấy chị. Con này size S mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 14. Lấy màu này chốt cho em mã 14 size S mặc đẹp giùm em. Đây này mấy quần, con quần xô này đẹp lắm luôn này mấy chị. Con quần ống rộng này mấy chị. Quần ống rộng này không phải ống bó này. Con này eo 6878 mặc đẹp. Eo 6878 mặc đẹp. Đa số có túi nha mấy chị ơi. Đa số là có túi nha. Mã 26. Mã 26 giùm em. Mã 26. Đa số là có túi giùm em nha mấy chị ơi. Mấy con quần này là đa số có túi hết này. Con này cũng có túi rồi. Con này eo 6672 mặc đẹp mã đỏ. Eo 6672 mặc đẹp giùm em mã đỏ. Mã đỏ eo 6672 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ. Mã đỏ giùm em. 26 chị Hoàng Mỹ. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ có túi nè mấy chị ơi. Mã đỏ giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã đỏ. Lên một con chất thun tâm phong rộng này. Chất thun tâm phong rộng. Con này eo 60-72 mặt đẹp mã đen. Eo 60-72 mặt đẹp mã đen. Chất thun tâm này mấy chị ơi. Chất thun tâm là nó xỉn lắm luôn nè mấy chị. Mặc cũng thoải mái nữa. Lấy màu đấy chốt cho em mã đen. Mã đen giùm em. Con này eo 60-68 mặc đẹp. Eo 60-68 mặc đẹp giùm em mã xanh. Mã xanh eo 60-68 mặc đẹp. Con này có bấm nút ở dưới chân này mấy chị ơi. Con này dạng túi hộp nha mấy chị. Này dạng túi hộp giùm em này. Con này eo 78 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 64. Eo 78 mặc đẹp mã 64. Mã 64. Con này dạng túi hộp giùm em này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 64. Lên một con quần caro này mấy chị ơi. Con này eo 60-72 mặc đẹp mã caro. Eo 60-72 mặc đẹp mã caro giùm em nè mấy chị. Mã caro eo 60-72 mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã caro. Mã caro giùm em. Đồng giá 35k thôi mấy chị ơi. Đồng giá 35 lên một con quần voan nè mấy chị. Quần voan giùm em.
Đây một con quần con này mấy chị ơi. Con này eo 60-72 mặt đẹp. Eo 60-72 mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 97. Mã 97 giùm em. Mã 97. Lấy màu này chốt cho em mã 97 này mấy chị. Thôi để em chạy em like. Em like của chú Thủy. Em hoang mang bảo. Con này eo 68-78 mặt đẹp mã hồng. Eo 68-78 mặt đẹp giùm em mã hồng. Mã hồng con này có túi nha mấy chị ơi. Có túi nhá. Lấy màu đấy chốt cho em mã hồng mấy chị. Mã hồng giùm em lên một con quần đen thể thao này mấy chị ơi. Quần lưới này. Quần lưới này. Lưới một bên nha mấy chị. Con này eo 60-70 mặc đẹp mã lưới. Eo 60-70 mặc đẹp giùm em mã lưới. Em qua quần 50k nha mấy chị ơi. Quần này còn này là em cu chỉ nữa mấy chị. Hàng cu chỉ em like 50k thôi mấy chị ơi. Con này eo 78 mặt đẹp. Eo 78 mặt đẹp giùm em mã 27. Eo 78 mặt đẹp mã 27 giùm em. Mã 27. Eo 78 mặt đẹp. Mã 27 giùm em. Con này eo 68-78 mặt đẹp mã 00. Eo 68-78 mặt đẹp mã 00. Con quần kem này mấy chị ơi, con này 35k giùm em nhé. Con này eo 66-76 mặt đẹp mã kem 35k. Mã kem 35k. Con này size S mặt đẹp mã xám 35k. Size S mặt đẹp mã xám 35k. Mã xám 35k giùm em. Nghỉ like chị. Đủ đơn hết chưa? Chị coi còn cái nào chưa đủ đơn không? Con này eo 62-76 mắc đẹp mã hồng. Eo 62-76 mắc đẹp mã hồng. Chị Serena Ngô ơi, chị lựa thêm giùm em với. Chị Nguyễn Trang đây. Đâm một Nguyễn Trang này. Chị Nga Trần ơi, chị còn đấy không? Đồng giá 35k thôi mấy chị ơi. Con này eo 62-72 mặc đẹp giùm em. Eo 62-72 mặc đẹp mã 17. Mã 17 eo 62-72 mặc đẹp một con thun tâm xịn sò này mấy chị. Con thun tâm xịn sò này. Mỹ Trang. Một con thun tâm xịn sò, con này có túi luôn mấy chị ơi. Chị Nga Trần ơi, lựa thêm cho em gái đi. Con này eo 60, eo 60-70 mặc đẹp con thun tâm này. Lấy màu này chốt cho em mã. Mã 43. Lấy màu này chốt cho em mã 43. Lấy màu này chốt cho em mã 43 này mấy chị, mã 43 giùm em này. 43. Lấy màu đấy chốt cho em mã 43. Con này bị hư chung rồi mấy chị về thay giùm em nhé. Mã tàng giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã tàng. Lấy màu này chốt cho em mã tàng. Mã tàng giùm em. Con này eo 66-72 mặt đẹp. Eo 66-72 mặt đẹp mã đen. Mã đen eo 66-72 mặt đẹp giùm em mã đen. Một con quần phi bóng nha mấy chị ơi. Một con quần phi bóng này. Lấy màu này. Một con quần phi bóng này. Con này eo 60-70 mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 103. Mã 103 giùm em mấy chị. Lấy màu đấy chốt cho em mã 103. Mã 103 giùm em. 103 chị Hồ Văn Lợi. Con này eo 60-70 mặt đẹp. Eo 60-70 mặt đẹp mã 402. Mã 402 giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 402 đậm qua đây.
này còn tem nè mấy chị ơi, còn tem mát nè. Con này eo 60-72 mặt đẹp mã hồng. Eo 60-72 mặt đẹp giùm em mã hồng. Mã hồng eo 60-72 mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã hồng. Mã hồng giùm em. Con này eo 60-68 mặt đẹp mã xanh. Mã xanh eo 60-68 mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. Mã xanh giùm em. Xanh nha chị Hoàng Mỹ. Con này eo 60-70 mặt đẹp giùm em mã sọc. Eo 60-70 mặt đẹp mã sọc giùm em. Mã sọc. Con này eo 60-70 mặt đẹp mã đen. Eo 60-70 mặt đẹp mã đen. Mã đen eo 60-70 mặt đẹp quần phi bóng nha mấy chị ơi. Con này eo 62-74 mặt đẹp. Eo 62-74 mặt đẹp mã 42. Mã 42 eo 62-74 mặt đẹp giùm em mã 42. Đồng giá có 35k thôi mấy chị ơi, quá rẻ luôn mấy chị. Eo 66-76 mặt đẹp mã xám. Eo 66-76 mặt đẹp giùm em mã xám. Mã xám eo 66-76 mặt đẹp. Con này eo 60-72 mặt đẹp. Eo 60-72 mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 502. Mã 502 giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 502. Con này eo 70-76 mặt đẹp mã xanh. Eo 70-76 mặt đẹp giùm em mã xanh. Mã xanh eo 70-76 mặt đẹp. Thanh Thủy Bùi. Con này eo 70 mặt đẹp mã đen. Eo 70 mặt đẹp giùm em mã đen. Mã đen ráng chốt giùm em hai chiếc nha chị Thanh Thủy Bùi ơi. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Đồng giá 35k thôi mấy chị, mã đen giùm em. Mã đen lên một con lính nha mấy chị ơi. Con này eo 50-60 mặt đẹp mã lính. Eo 50-60 mặt đẹp mã lính. Mã lính eo 50-60 mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã lính. Con này eo 60-70 mặc đẹp giùm em. Eo 60-70 mặc đẹp. Lấy màu này chốt em mã 21. Eo 60-70 mặc đẹp giùm em mã 21. Con này dạng túi hộp nè mấy chị ơi. 21 cho chị Hồ Văn Lợi. Con này eo 70-80 mặc đẹp. Eo 70-80 mặt đẹp mã 34. Mã 34 con dạng túi hộp này mấy chị. Mã 34 giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 34. Con này eo 70-80 mặt đẹp mã tím. Mã tím eo 70-80 mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã tím. Con này eo 60-75 mặt đẹp mã caro. Eo 60-75 mặt đẹp mã caro giùm em. Mã caro. Con này eo 64-74 mặt đẹp mã hồng. Eo 64-74 mặt đẹp mã hồng. Caro cho nhà sóc nâu. Mã hồng. Lựa hai chiếc là đủ đơn đó chị ơi. Ráng lựa thêm cho em chiếc nữa cho đủ đơn. Con này quần voan này mấy chị ơi. Một con quần voan này. Con này eo 60-72 mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen. Rồi ok chị Thanh Thủy Bùi. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen giùm em. Con này eo 64-72 mặt đẹp mã hồng. Eo 64-72 mặt đẹp mã hồng. Đen cho Hồ Văn Lợi. Mã hồng giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã hồng. Con này eo 64-72 mặt đẹp giùm em mã đỏ. Eo 64-72 mặt đẹp giùm em mã đỏ. Mã đỏ. Như Thu Thủy không lấy rồi. Con đầm này là con này nó có lỗi đây một xíu nè mấy chị ơi. Em xả 40k này. Con này form một resize 60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã 40k.
Mã 40k còn mới lắm, có rút dây bầu bí bon chen được nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 40k. Đồ mới em bao trên 90-95% nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 40k. Mã 40k giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 40k. Con này eo 6472 mặt đẹp, mã kem. Mã kem eo 6472 mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã kem. Mã kem eo 6472 mặt đẹp. Mã kem. Con này eo 6876 mặt đẹp. Eo 6876 mặt đẹp mã 97. Mã 97 eo 6876 mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã 97. Lên một con quần phi bóng nha mấy chị ơi. Có túi, đa số có túi hết nha mấy chị ơi, đa số có túi nhá. Con này eo 6472 mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 94. Mã 94 giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 94. Lấy màu đấy chốt cho em mã 94 nè mấy chị. 94 cho chị Hồ, 94 cho Hồ Văn Lợi. Con này eo 60-70 mặt đẹp mã 00. Eo 60-70 mặt đẹp giùm em mã 00 chị. Chạy chương trình mông mơ. Chị chạy xong bây giờ chút lúc còn muốn. Lấy màu đấy chốt cho em mã 00 mấy chị ơi. Mã 00. Lên một con xám này mấy chị ơi. Con này eo 60-66 mặt đẹp giùm em mã xám. Mã xám eo 60-66 mặt đẹp giùm em. Quần hồng. Có nha chị ơi, có nha. Con này có nha chị ơi. Ống như thế này nè chị. Con này có túi nha chị Đoàn Nguyệt ơi. Mã 97. Đa số có túi á chị. Mã 97 giùm em. Mã 97 giùm em. Con này eo 60-64 mặt đẹp giùm em mã xanh. Eo 60-64 mặt đẹp giùm em mã xanh. Quần ống đứng ý em. Quần ống đứng. Con này hả chị ơi? Con này thì không có chị ơi. Con này thì không có nha. Không có nha. Không có túi. Con này không có túi. Con đấy không có túi đâu chị. Con đấy thì không có túi đâu chị ơi. Con này eo 60-64 mặt đẹp. Eo 64-60 mặt đẹp mã 42. Mã 42 eo 64-60 mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã 42 mấy chị. Lấy một con kem này mấy chị ơi. Con kem này có túi nè mấy chị ơi. Con này eo 6680 mặc đẹp mã kem. Mã kem eo 6680 mặc đẹp giùm em. Lấy màu đấy chút cho em mã kem. Lên một con quần đuổi nè mấy chị ơi. Quần chất chị ạ. Quên mất tên rồi. Con này eo 70-80 mặc đẹp. Mã 08. Mã 08 chất đuổi đúng không? Mã 08 chất quên mất tên của nó. Mai em like chân váy nha mấy chị ơi. Mai em like chân váy nha. Con này eo 6672 mặc đẹp giùm em. Eo 6672 mặc đẹp mã 402. Mã 402 eo 6672 mặc đẹp. Mã 402 con này có túi luôn nè. Size S mặc đẹp mã hồng. Size S mặc đẹp mã hồng. Con này mình làm ống rộng cũng được mà mình làm ống túm cũng được nha mấy chị ơi. Mã hồng giùm em. Ống rộng cũng được mà ống túm cũng được nha mấy chị ơi. Đây nè. Ống rộng cũng được, ống túm cũng được, mã hồng giùm em. Mã hồng. Lên một con quần lưới này. Size S mặc đẹp mã lưới. Mã lưới thì em nghỉ like nha mấy chị ơi. Chị nào có đơn thì inbox qua trang giùm em nhá. Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều luôn. Ai có đơn inbox qua trang giùm em với. Hồng cho chị Khánh Anh Nguyên Trần. Con hồng này chị này. Rồi em nghỉ like nhá cả nhà ơi. Bye bye mọi người. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nhá. Bye bye mọi người ạ.